Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật thần tượng mới xuất hiện trong tuần trước. Đó là cụ ma ở địa dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp những cái câu chuyện mà cụ ma hiện thân để giúp đỡ những người có thể gọi là có hoàn cảnh khó khăn. Bé mồ côi và con chó nhỏ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Buổi trưa yên tĩnh, đường xá vắng ngắt, thỉnh thoảng có chiếc xe khách chạy qua. Cụ ma địa dứa và Hiệp nằm lắc lẻo trên mấy cái tàu lá dứa đầy gai. Cụ dùng hai tay làm gối, Hiệp nằm kế bên ôm lấy cụ. Cụ liếc sang, hứ một tiếng. Nè, mày bộ sợ ma nhát hay sao? Mày thấy tao ngồi đâu nằm đâu á, là mày lết theo đó vậy? Dắn tao một chút ma ăn mày hay gì? Hiệp thích thú cười hắc hắc lên. Cụ ngộ nha, con là ma mà sợ ma gì nữa. Chẳng qua là con khoái cụ, muốn ôm cụ lấy hơi thôi à. Xời, khoái khoái chứ chừng nữa có người tới đưa đi á, tao cũng tóc cổ mày à. Đừng cụ ơi, cụ không có được cho người ta dắt con đi đầu thai đâu đó. Con nói rồi, cụ mà còn vậy á là con bỏ cụ liền tù tì cho coi. Mệt cái con này ghê á. Nằm yên tao đọc dẹ cho nghe nè. Dẹ nói láo nha. Dạ, đọc đi cụ. Cụ tặng hắn một tiếng, rồi dõng dạc đọc. Nghe dẻ nghe dê, nghe dè nói láo. Có một cây pháo đốt nổ sập nhà. Có một con gà đẻ 300 trứng. Mỗi một trứng nó nở 100 con. Trồng cây gòn bán chơi bạc triệu. Cây củ kiệu ngó thấy bên tàu. Có một cái bao đựng chừng ngàn giả. Có một con quạ đuôi 8 con heo. Có một con mèo 12 mí mắt. 8 con người. Có một con người 12 lỗ đít. Cụ cười ha hả. Hiệp cũng lăn ra cười. Cụ nói, mấy cái câu dè này con có đọc trong dạy dân gian á cụ. Cụ còn thuộc bài nào nữa không? Còn nhóc luôn, dè nói ngược nữa. Ê, đọc con nghe đi cụ. Nghe dẻ nghe dè, nghe dè nói ngược. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ. Trên núi đặt lờ, dưới sông bữa củi. Ga tàu hay ủi, heo nái hay bươi. Nước kém 30, mùng 10 nước chảy. Ghe nổi thì đẩy, ghe cạn thì chèo. Mấy chú nhà nghèo cho dai bạc triệu. Mấy chú nhà giàu thiếu trước hụt sau. Đòn sóc bữa cao, giao bầu gánh lúa. Mai mùng bằng búa, bữa củi bằng kim. Hai mắt liêm diêm, nấu chè quất hết. Cụ lại cười. Hiệp la lên. Ủa, cái khúc sao không phải vậy cụ ơi? Ủa, mày biết hả? Thì con có đọc trong dạy dân gian mượn. Thì lâu quá tao cũng phải quên chứ. Chứ lại tao có biết chữ đâu mà đọc. Hồi đó đi cấy ruộng á, nghe đọc dần lân riết thuộc lòng luôn. Nhớ bị nhiêu đọc bị nhiêu hả? Vậy còn hết cụ? Nhóc luôn. Cụ đọc nữa đi. Không. Sao vậy? Đọc cái nào mày cũng biết hết. Đọc làm khỉ gì? Vậy cụ phải mừng chứ. Là cháu của cụ học rộng hiểu nhiều. Vậy sao? Vậy tao đọc cái này. Mày biết tao làm con bay. Rồi cụ đọc đi. Con biết á, cụ cũng không phải làm con đâu. Tao đọc à. Qua sông
thì phải lụy đò. Cái đò nhỏ xíu co giò phóng lên. Trên đò chỉ có mình Ên nhắm chèo hỏng xuể, đành lên khỏi đò. Thánh thần ơi, Hiệp ôm bụng cười lăn lộn, chảy cả nước mắt nước mũi ra. Cái này không biết thiệt á cụ ơi. Sời, biết sao nói mà biết. Cái câu đó ảnh nói với tao chứ bộ. Lúc ông tỏ tình với cụ á hả? Rộn chuyện, tỏ tình gì mày? Cụ cháu đang cười nói vui vẻ, bỗng nghe tiếng đứa con nít nó thúc thích phía trước. Cụ ngồi bật dậy ngó ra, thấy thằng nhỏ độ trên dưới 10 tuổi đang sợ hãi nhìn vào bãi dứa như tìm kiếm ai. Hiệp dụi dụi mắt rồi kêu lên: Thằng Lữ cụ ơi, thằng Lữ cách nhà con mấy căn á, sao nó khóc vậy à? Mà sao nó biết đường tới đây chứ? Cụ vừa bước ra lộ, đưa tay ngoắc ngoắc thằng nhỏ. Bỗng cụ thất kinh kêu lên: Trời đất ơi, nó chết rồi cả Hiệp. Mày coi, chân nó không chạm đất cả. Hiệp cũng kinh hoàng chồm tới. Thằng Lữ thấy mặt Hiệp thì khóc òa lên: Cô Hiệp ơi, kêu cụ cứu con đi, con bị mợ dìm chết với ao rồi. Cụ phóng cái rẹt tới gần Lữ liền, ôm nó trong tay. Cụ thấy thân thể của nó vẫn còn ấm hỉnh à, cho nên vội hỏi: Nè, con bị hồi nào? Dạ, mới tức thì. Con ra khỏi cái ao á là chạy ù tới kiếm cụ liền á. Rồi có ai vớt xác con lên chưa? Con không biết, con chạy lại đây rồi. Cụ vội vã ấm sóc nó lên, quay sang nhìn Hiệp: Đi liền không tao trễ, chuyện gì tính sao? Cụ và Hiệp bồng thằng nhỏ đi lướt trên mặt lộ, thoáng cái đã đến cái nhà của Lự. Lúc đó bà con hàng xóm đã bu lại chợ cứng. Hai bà cháu nhìn thấy cạnh bên Lự có một con chó, toàn bộ lông trên người rặt một màu đen, chỉ có hai cái đốm trắng trên hai mắt, đang phục bên cái xác mà gào rú ầm ĩ. Cụ nhíu mày nhìn chằm chằm con chó. Nó cũng đã bị chết rồi. Chuyện gì lạ vậy chứ? Hiệp thấy mợ của Lự ôm xác thằng nhỏ khóc ôi thôi, tự nhiên thấy con mẹ này giả tạo sao đó, bèn lấy chân đá tóc mụ ta văng ra. Cụ ma vội đặt thằng nhỏ xuống đất, xô nó trở vô xác của nó đã được hô hấp nhân tạo nhưng không thành công. Trong lúc chờ thằng nhỏ từ từ tỉnh lại, cụ nghe hàng xóm xì xầm: Nó không thấy tự nhiên mà rớt xuống ao chết được. Cái ao gần giữa mé cạn sớt mà, chỉ trừ khi bị trấn nước không cho ngôi lên thôi. Cái vụ này là con mợ nó chứ không ai hết. Tội nghiệp thằng nhỏ mồ côi ở với bà ngoại. Bà ngoại chết nên bơ vơ, vốn nó có con chó mực bầu bạn, đi đâu cũng dắt theo tò tò hết. Vậy mà nỡ lòng nào á, cái con quỷ cái đó lén bắt đem cho đám mần thịt chó bán ngoài chợ. Thằng Lữ nói đêm đêm nghe tiếng con mực cào cửa kêu nó hoài. Nó thừa kế cái nhà này đó. Vợ chồng thằng Liệt mần ăn thất bại trên Sài Gòn, vừa tá túc không bao lâu thì ngoại nó chết. Con mợ nó tính chiếm đoạt tài sản nên hạ thủ luôn thằng cháu chứ không đâu. Giái trời cho có phép màu nào cuốn cho được nó, để nó khai ra cái đứa hại nó, chứ chết như vậy quan thằng nhỏ quá. Có người còn nói: Nhưng mà thà nó chết đi cho rồi, chứ sống như vậy cũng khổ quá. Bên nội thì không ai dòm ngó, bên ngoại lại bị ghét bỏ, đài ải nó như vậy. Mới 10 tuổi mà biết cái gì, ngày bị đòn 8 giấc à, đi học cũng không được yên nữa, thấy phát tội gì đâu. Mới đầu nó bị đánh, bà con còn chạy qua can được. Sau này mỗi lần đánh mợ nó đóng cửa nhà, nhét dẻ vô miệng không cho kêu. Ta đối trong mình thằng nhỏ lằng ngang lằng dọc hết trơn hết trội. Nhiều khi muốn báo lên chánh quyền nhưng mà sợ nó chửi. Ê, nó nói chuyện nhà nó mà. Tức mình ghê.
Phải chi sứ mệnh của hội bảo vệ bà mẹ trẻ em thì hay quá rồi. Rồi thêm một bà nói: bữa vợ chồng hai Tân có đánh tiếng với cậu nó, xin thằng nhỏ về nuôi. Cậu nó muốn ừa rồi mà con mợ giãy đỏng lên. Nó nói còn người nhà chứ bộ tứ cố vô thân hay sao mà đem cho. Vậy rồi thôi hà. Phải chi nó về với hai Tân là có phước thằng nhỏ dữ lắm. Hai Tân đàng hoàng, có đứa con gái chết quan, giờ mà có được thằng con trai hữu hỷ cũng đỡ. Nghe đồn từ khi bị con mực nó bị mần thịt, thì mỗi lần bị mỡ nó đánh là y như rằng con mực vừa cắn ống quần lôi ra. Đồn vậy chứ không biết có không nữa. Nghe nói tới đây, trong lòng cụ phật lên một suy nghĩ. Cụ đưa mắt ngó qua Hiệp. Cô hiểu ý gật đầu. Phút chốc, cụ biến thành một bà già mặt mũi quắc thước, mái tóc bạc trắng, đụng đỉnh từ xa đi lại. Hiệp thông thả đi bên cạnh. Bà quay sang cô: nếu nó còn sống á, thì di chúc vẫn còn giá trị phải không? Dạ, và phải rồi, cô cứu nó đi. Mọi người nhìn thấy cụ thì ngạc nhiên trố mắt nhìn. Ôi bà già thiệt đẹp, sang trọng quá đi. Cho họ dạt sang hai bên, cho bà đến gần thằng cu lự. Bà ngồi xuống sờ vô mình nó, rồi ngẩng lên nhìn chung quanh. Giọng nói lanh lảnh rõ ràng: ai là người nhà đâu? Lập tức Liệt, cậu của Lự, cùng với Hân vợ anh ta vội tiến lại gần. Liệt nói: nó là cháu ruột kêu con bằng cậu, hiện nó đang ở với con đó bà. Vậy làm sao mà nó chết chìm không ai hay? Cái ao cạn nhách như vậy đứng không ngập đầu, nó leo lên hoặc là kêu cứu cũng được mà. Con cũng không biết nữa. Khi phát hiện thì thằng nhỏ hết thở rồi. Vậy coi như nó đã chết rồi phải không? Dạ nó chết rồi. Cô bác ở đây cũng thử hết cách rồi. Nếu như tôi cứu được nó thì nó sẽ là của tôi phải không? Liệt ngạc nhiên, lừng khừng. Hân giọt miệng á quyền chồng: bà cứu được nó sao? Tôi cũng chưa biết. Nhưng trước khi thử thì hai người phải hứa với tôi. Có bà con ở đây chứng kiến nè. Nó sống lợi thì phải đi theo tôi. Số phận nó do tôi định đoạt. Bởi vì trong mắt cậu mở nó bây giờ, nó chỉ là cái xác sắp đem chôn thôi. Hân nhếch miệng cười. Nụ cười của cô ta khiến cho Hiệp sôi máu. Cô khều cụ: Coi cái mặt con mẹ ghét tới ghê luôn á cụ. Chắc con mẹ nghĩ cụ không cách nào cứu được. Hân làm bộ sầu não, gian dĩ bà: bà cứu cháu nó đi, cho bà muốn gì vợ chồng con cũng chấp nhận hết. Miễn là cháu nó sống lại là được rồi. Nhưng mà bà cũng đừng có nói chơi trong cái lúc bối rối như vậy. Người chết hơn một tiếng đồng hồ rồi, thần tiên cũng khó mà cứu, huống chi bà là người phạm mắc thịt chứ. Cụ không thèm để ý tới Hân nữa, mà quay sang những người đứng đó, rồi phân trần: cậu mở nó đã nói vậy rồi, quý vị ở đây làm chứng cho tôi nghe. Đám đông rộ lên đồng ý. Không ai tin bà sẽ cứu được thằng bé đã hết thở hơn một tiếng đồng hồ. Bà ngồi xuống xoa nắng bụng Lự một hồi, rồi vỗ một cái búp thật mạnh. Nó ọc lên một tiếng, ối ra cả đống bùn trong miệng. Bà cất tiếng kêu nhẹ nhàng: Lự con, bà cứu con rồi đó. Vậy rồi đi theo bà, biết chưa? Thằng nhỏ mở mắt ra, thấy bà nó khóc hòa. Con mực cũng nhào tới liếm liếm vô mặt Lự. Lự ôm lấy đầu nó, vỗ vỗ mấy cái, rồi quay sang cụ:
Mọi người ai nấy như trời trồng, không tin những gì xảy ra trước mặt. Thằng Lự ngồi dậy như mới vừa dốc té. Nó lảo đảo níu lấy tay bà, khóc mướt lên. Bà ơi, con đi với bà, bà đừng bỏ con nghe bà. Cụ ôm lấy nó, kề miệng vào tai nó nói nhỏ cho mình nó nghe. Cụ là ma, làm sao ở với con được. Nhưng cụ sẽ để con ở với ba mẹ của chị Hiệp, làm con của hai người đó. Họ sẽ thương con. Rồi cụ và chị Hiệp thường xuyên sẽ ghé thăm con. Con buồn có tâm sự gì thì ra địa dứa kiếm bà, nghe không? Nếu con theo bà là con phải chết như hồi nãy đó. Từ nay không ai động được đến con nữa đâu. Vì có bà, có chị Hiệp, rồi có ba mẹ nữa, biết chưa? Lự dúi đầu vào ngực bà, gật đầu. Nó cũng nói nhỏ cho đủ mình bà nghe. Bà nói sao con cũng nghe. Miễn từ rày, không sống chung với họ nữa thôi. Mà nhà chị Hiệp gần quá, họ đòi bắt con về sao bà? Bà đố cha nó dám rồi. Bà có đi đâu đâu mà con lo. Trước khi nhận nuôi con, ba mẹ con phải làm giấy tờ đường hoàng chứ. Chuyện này để bà lo. À, nghe bà dặn nè, con phải nhớ kỹ. Về với ba mẹ mới á, tuyệt đối không được nói là đã gặp chị Hiệp, biết chưa? Vì nếu con nói ra, chị Hiệp với bà sẽ biến mất. Từ nay không còn ai giúp con nữa đó. Thằng Lự nhướng mắt, gật gật đầu. Cụ ôm Lự quay sang nhìn đám đông, thấy có vợ chồng hai Tân ở đó nữa, bèn hỏi: tôi thì cũng không mấy tâm hơi nữa mà theo ông theo bà. Nghe nói nhà chú Tím hai Tân đây đơn chiếc, con trai ở nước ngoài, con gái vừa mới mất. Chú Thím có ý định xin thằng nhỏ này về nuôi. Chẳng hay bây giờ còn ý muốn như vậy nữa không? Thím hai đôi mắt sáng rỡ, vội vàng tiến lại gần cụ, giọng reo vui. Bà ơi, con sẵn sàng. Thật ra từ lúc con gái mất, vợ chồng con hẩm hiu lắm. Muốn có đứa con hay đứa cháu ở chung hữu hỷ. Tụi con không có thiếu thốn gì, đủ sức nuôi đứa nhỏ ăn học. Có anh nó ở nước ngoài chu cấp. Nếu thằng Lự về sống với con hứa thương nó như con ruột. Có cô bác đây làm chứng nè. Nếu con ngược đãi nó, cho trời tru đất diệt, tàn mạc không ngóc đầu dậy nổi. Cụ lắc đầu. Cái con này, nó thề cái gì mắc ớn vậy? Tính ra chồng nó kêu cụ bằng cô, tụi nó là cháu ruột của cụ mà. Hoàn cảnh của chúng nó sao mà cụ không hiểu, khi con gái của chúng lại đang ở với cụ chứ. Thằng bé Lự này vì sống với chúng thì phải đổi sang họ Phùng, là dòng dõi của cụ. Cụ sẽ bảo vệ tụi nó. Đố cái quân ức ơ nào dám ê a lê lết, làm khó làm dễ, kêu cụ bằng thầy đi. Cậu âu yếm nhìn Thím hai, rồi khoát tay nói: tư cách của con ở đây ai cũng biết rồi. Bà an tâm giao nó lại cho con. Nhưng bà cũng có điều kiện à. Dạ, điều kiện gì bà cứ nói, vợ chồng con đáp ứng liền. Ừ, là khi Lự về với gia đình con, con nên khai sinh tên họ nó lại, để sau này tránh tranh chấp, nhất là bên nội của nó. Còn tài sản của ngoại Lự để lại cho nó, khi thay tên đổi họ của Lự, con cũng nên đổi luôn tên thừa kế, nhờ cô bác ở đây làm chứng. Trước mắt vẫn để cho cậu mở nó làm. Khi nào cần lấy lại nên báo trước nửa năm. Cụ chưa kịp nói hết lời thì hai Tân đã vội ngăn lại. Bà ơi, vợ chồng con không có tự hào gì tới tài sản của thằng nhỏ hết. Nhà con hiếm con,
thằng anh nó chắc lập nghiệp ở nước ngoài không có về nữa rồi. Sẽ không có ai tranh chấp với nó. Nhà cửa đất đai con làm không hết, tính chi chuyện đất đai của Lự chứ bà. Không khéo chú Thiêm Liệt lại nghĩ con nhận nuôi Lự vì tài sản của nó, thì tội nghiệp vợ chồng con lắm. Coi, bây nói vậy sao được. Cái đó là phần của ngoại nó cho nó, cứ như vậy đi, rồi sau này lớn lên tùy nó tính. Hân nãy giờ còn sững sờ vì thằng Lự được cứu sống ngay trước mặt mọi người. Chị ta đang lo lắng thằng nhỏ tố cáo mình đã dìm chết nó, nên cứ đứng trần trần chưa phản ứng gì. Bây giờ cái bà này ở đâu chui ra lại sắp xếp mọi chuyện, coi vợ chồng chị ta như người ngoài. Ý đâu có được đây. Đưa thằng Lự cho hai tân nuôi và đưa luôn cái quyền thừa kế cho nó, để hai tân ngồi không hưởng sái hả? Đất đai này là của má Liệt để lại. Thằng nhóc nó chết thì đương nhiên là Liệt hưởng rồi. Còn nếu nó là con của người khác thì đâu dính líu gì tới gia đình này nữa mà hưởng của chứ. Hồi nãy chị nói là cho bà dắt nó đi, chứ có nói là cho nó toàn quyền quyết định đất đai hương quả hay sao? Hân quay sang nhìn Liệt, mắt mệt cái thằng chồng không có chủ kiến này. Anh ta làm thinh, như thể nghe chuyện của ai chứ không phải chuyện nhà mình. Thôi, không mong đợi gì ở lão ta. Hân tiến tới trước mặt bà cụ, trân tráo nói: Ủa, hồi nãy tôi hứa cho thằng nhỏ cho bà, chứ có nói là cho nó toàn bộ đất đai đâu. Mà bà bạn với vợ chồng hai tân nghe như bà có quyền lắm vậy. Đã thay tên đổi họ rồi thì nó còn dính dáng gì tới nhà này nữa mà thừa hưởng của hương quả chứ. Bà già cả nên lú lẫn rồi ha. Cụ quát mắt, càm mạnh ra. Đã tới lúc phải dạy cho con nhỏ này một trận rồi. Bà nghênh mặt khiêu chiến: Nè, bay đừng tưởng tao già nên không biết luật nha. Tao hỏi bay, bay chịu ngậm miệng mà làm theo những gì tao nói, hay là muốn vô tù ngồi gỡ lịch hả? Tao đâu có vô công rỗi nghề mà chạy lên đây xen vô chuyện gia đình của bay. Giờ bay muốn công khai vì sao thằng Lữ nó chết không? Nó còn sờ sờ ở đây nè, tự nó nói ra được mà. Nếu như nó chết thì âm mưu của bay thành công. Nhưng tiếc quá, nó gặp được tao. Tao không có để cho kẻ lòng lan giả sói như bay toại nguyện. Trời đất ơi, tham cái gì mà tham thấy ghê hả? Ác chi mà ác lạnh lùng vậy chứ. Bay không nghĩ tới chuyện vợ chồng con cái bay đang ăn nhờ ở đậu nhà nó đó. Không biết ơn mà còn làm giọng mẹ, hắt hủi ngược đãi nó. Nè cái con kia, bay trách má chồng bay sao lại cho cháu mà không cho con hả? Vậy chứ cái miếng đất kế bên bự chán rộng thinh đó, ai bán đi vậy? Hả? Bay bỏ mẹ già không chăm sóc, bán đất mẹ cho đi ngao du nơi khác. Chừng sạch túi rồi, trồi về đây dành ăn với cháu. Bay ở đậu nhà nó mà bay tưởng bay nuôi nó hả? Vậy rồi còn cố tình xô thằng nhỏ xuống ao. Nó lội lên cái một chứ gì mày. Nhưng bay dùng cây diệm nó xuống dưới bụng đó. Kìa, hồi nãy ói ra một đống đó. Chờ nó chết ngắt bay mới la làng lên, để không ai cứu kịp. Vậy rồi ôm cái xác mà khóc như khóc con vậy. Diễn kịch cho ai coi. Bay hứa cho tao dắt nó đi, nên tao cứu sống, vì đường nào bay cũng có lợi hết. Tao cứu nó không được là muôn đời bí mật giết người của bay bị chôn vùi. Còn cứu được thì tao dắt nó đi rồi. Tao dắt nó đi thì nhà cửa đất đai bay hưởng hết, mà không phải nuôi nó. Đuổi nó ra khỏi mắt được là bay mừng rồi. Nhưng người tính nó không bằng trời tính đâu con.
bay đã không may. Không may ở cái chỗ là gặp tao nè. Tao dắt nó đi đâu? Dắt cho người nhân hậu cần con kìa, ở sát bên bay đó. Bây nhìn mà học hỏi cách nuôi dạy con của người ta, cách sống của người ta. Vợ chồng hai tân nó không cần, nhưng mà tài sản của nó vẫn phải là của nó. Bây ở thì cứ ở, mần mụn thì cứ mần mụn, nhưng phải dành dụm tiền để trong cái tư thế rời đi. Trước sau gì cái chỗ này cũng là của thằng Lữ. Chậm lắm là khi nó có vợ con, nhớ cho kỹ đó. Cụ nói bằng thái độ hậm hực. Tuy nhiên cái chết của Lữ khiến cho cụ nhớ đến mình. Mình cũng đã bị thằng chó chết phóng, dùng cái dầm dìm xuống, không cho ngóc đầu lên, sặc nước mà bỏ mạng. Nay chuyện một lần nữa lặp lại, cụ ngồi yên mà nhìn được hay sao? Hân lồng lộng lên. Bà là ai chứ? Bà từ đâu nhào vô làm tàn ở cái chỗ này vậy? Bà cứu được thằng nhỏ thì cảm ơn bà. Bà muốn dắt nó đi á, nếu nó chịu thì bà cứ dắt, dắt ra khỏi đây luôn, rồi muốn cho ai thì cho. Bà có bán nó lấy nội tạng tôi cũng mặc kệ bà. Nhưng mà nó ra khỏi nhà này thì mọi quyền lợi phải từ bỏ. Bằng không á hả, tôi tách bà dắt đi được đó. Hàng xóm họ nhao nhao lên. Họ kêu: Trời ơi, con nhỏ nói ngang quá trời vậy. Nó giành giật thằng nhỏ đâu phải do thương yêu gì, chẳng qua là nó muốn lấy nhà cửa đất đai bà ngoại thằng nhỏ cho nó. Cái đồ tham lam như vậy mà sao trời không phạt nó vậy chứ? Cụ nghe vậy thì yên lòng, quay sang Hiệp. Hiệp nói sang sẵn, nhưng chỉ mình cụ nghe được. Tới chừng nghe xong, cụ mới mỉm cười nói với Hân: Không có thèm nói nhiều với mày, cho hao hơi tổn tiếng. Hồi nãy bà con ở đây đã nghe nó hứa rồi. Chắc mày không biết, nếu như thằng nhỏ còn sống thì di chúc của bà ngoại nó vẫn còn hiệu lực phải không? Mày chết chắc cho cái con kia, để tao mời công an xuống lập biên bản. Thằng Lữ sẽ khai ra chuyện mày dìm chết nó. Công an sẽ cụm đầu mày, tống mày vô khám. Thằng chồng của mày là cậu ruột mà hèn như chó vậy, ngậm hỏng cho vợ tắc quai tắc quái, thì nó cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Nó sẽ phải dắt hai đứa con của mày ra đường mà ở đó biết chưa? Nghe tới đó, mặt của Liệt xanh chành. Anh ta xô giạt vợ ra, khúm núm tiến tới trước mặt bà. Thôi bà ơi, bà bỏ qua giùm. Con vợ con nó ngu ngốc, cho nên nói với làm điều ngu ngốc. Con thật sự không biết nó bạc đãi cháu con như vậy. Để đòi sau trận này con sẽ trừng trị nó. Bây giờ bà nói sao thì nghe vậy đi. Miễn trong thời gian này cho phép cả nhà con được ở lại đây hương quả cho cha má con, rồi khi thằng Lữ lớn lên con sẽ trả lại cho nó. Cậu chưa kịp nói gì, Lữ đã vùng khỏi tay bà, tiến ra đối diện với cậu nó. Cậu nói láo, mợ đánh con lần nào cậu cũng có mặt hết. Hôm bữa cậu còn nói muốn đánh á, thì lôi vô nhà đóng cửa đóng nẻo lại để chồng sớm quở quan. Cậu cứ kêu con để cậu sang tỉnh đất, cho chừng lớn lên cậu trả lại. Nhưng trước khi mất bà ngoại dặn con kỹ lắm, là giá nào cũng không có để cậu mợ đứng tên, nên con nhớ lời ngoại con không chịu. Bữa đó cậu với mợ đánh con bệnh luôn mấy bữa, bỏ đói con luôn nữa. Tới khi bà bãi hay mới qua kêu cậu thả ra, chứ không là bà đưa chuyện này lên xã, cậu mợ mới chịu thả. Mợ ghét con ác ôn luôn, ghét con rồi ghét luôn tới con mực. Mợ không bao giờ cho nó ăn hết, nói cơm gạo đâu mà cho chó ăn chứ. Con phải nhịn bớt phần cơm của con cho mực. Mợ đuổi con, dắt con mực đi hoài, nhưng mà con biết đi đâu. Mấy ông bà ở đây kêu con có chuyện gì thì chạy qua nhà ông bà kêu cứu. Con ăn chật nhà người này người kia, nhiều nhất là ba mẹ của chị Hiệp.
nhưng mà con đâu có chỗ nào đặng đi, nên cứ ở đó. Bị đòn riết rồi cũng quen. Có bữa mợ xé tập vở, cấm con đi học nữa. Nhưng mà con học giỏi, nên cô giáo chủ nhiệm tiếc mới tới nhà động viên. Dòm thấy con lôi thôi lết thết. Cô biết con bị mợ ngược đãi, nên hăm dọa mợ cái gì đó. Mợ mới mua tập mới cho con đi học. Một bữa con đi học về, thấy con mực mất tiêu. Hỏi ra mới biết mợ bắt nó đi bán. Con khóc là mợ đánh. Mợ đâu có biết con mực chết rồi, nhưng mà nó vẫn hiện hồn về chơi với con. Nó là ma chó mà, đâu có cần ăn nữa. Bởi vậy con không nhớ con mực, vì hồi nào nó cũng ở bên cạnh con hết. Vậy rồi hồi sáng này, con đang ngồi ở ngay cái bờ ao ngơ ngẩn dòm qua bên kia. Mợ đạp con một cái té nhào xuống. Con lồm cồm bò lên thì bị mợ lấy cây vớt lá rụng với ao quất cho mấy cái. Con mới rớt xuống trở lại. Rồi hễ con lú đầu lên là mợ ở trên quất xuống. Con phải ngụp lặn để tránh rồi. Con uống nước bụng no bụng rồi thì vậy đó. Nếu không có bà đây cứu là con chết rồi. Con nhất định không về ở với cậu mợ nữa đâu. Nếu như không ai nhận con ở lại đây. Con sẽ nhờ ông bà có tuổi giúp con đuổi cậu mợ đi chỗ khác. Nhà này của bà ngoại cho con rồi, phần cậu mợ bán rồi thì đáng chịu. Hân nghe thằng nhỏ nói lẻo lẻo như vậy, lấp lo lấp giận. Chị ta hét lên, cố tình át đi cái tiếng nói của nó. Nè nè nè, cái thằng cốt nạn, mới bày lớn mà đặt điều du khống hả? Ai xúi biểu mày? Uổng công tao nuôi mày mấy năm nay, không có ơn ích gì hết. Bà Bãi chắc lưỡi, lắc đầu nói, tới bây giờ mày vẫn còn ngoan cố hả? Ôi, thằng nhỏ nó nói không có cái gì trật hết trơn. Rõ ràng vợ chồng bay đánh đập, bỏ đói nó bầm bầu. Mày nói tụi bay nuôi nó hả? Trời ơi, vườn dừa của ngoại nó để lại một mình nó ăn hết sao? Chị à, chị thứ mấy, cho tôi biết để tiện xưng hô nghe chị. Cô cười trả lời cụ thứ hai, tên Hai Nga. Bà Bãi nói tiếp, vậy chị Hai kêu vợ chồng chú Tân với vợ chồng thằng Liệt lên quỹ ban làm giấy nhận con đi. Tôi đi theo tôi mận chứng, sẵn sàng tên đất điền cho nó luôn. Chị nói giao kèo cho thằng Liệt ở và mần cho tới chừng nào thằng Lự lớn rồi tính. Sẵn chuyện còn đang nóng hổi đây đó, mình làm cho xong luôn đi chị, để đêm dài lắm mộng. Rồi từ quỹ ban dìa đó, thằng Lự lợi nhà Hai Tân ở luôn. Hân biểu môi, tính gọn hơn ha. Cụ quát mắt, chưa tính tới cái vụ tố giác mày, sao mà gọn được. Rồi thì mặc kệ Hân có đồng ý hay không, cụ quay sang nói với Hai Tân, bà giao thằng Lự cho con, nhớ thương yêu nuôi dạy nó cho tốt. Sau này nó sẽ thay anh chị nó phụng dưỡng vợ chồng con. Đặt tên lại cho nó, lấy họ Phùng. Tên là Phùng Anh Thiện nghe con. Hai Tân ngạc nhiên, bà biết con họ Phùng luôn sao? Khi bà quyết định cứu thằng nhỏ để giao cho con là bà đã tìm hiểu nhân thân của vợ chồng con rồi. Bà còn biết con gái con vừa mới mất nữa. Hai vợ chồng vẫn chưa kịp bình tâm lại, cho nên bà đưa đứa con khác lại cho con. Rồi bà chỉ vào mặt Hân, chuyện tới đây được rồi nghe không? Sở dĩ tao không tố cáo mày là đứa giết người, vì thương cho hai đứa con của mày. Lớn lên biết có người mẹ lòng dạ ác độc như vậy, làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn ai cho được.
Nhưng từ nay mày phải gạt bỏ ý định làm hại thằng nhỏ để chiếm đoạt bất cứ thứ gì của nó. Sau hôm nay, giữa nó và gia đình mày không có can hệ gì hết. Lẽ ra chuyện bay ở nhà nó thì hàng tháng phải đóng tiền mướn kìa. Nhưng chuyện này bỏ qua. Mày mà còn lộn xộn thì bất cứ lúc nào tao cũng có mặt đó, biết chưa? Tao mà có mặt thì tao nhấn đầu mày xuống địa là tàn đời đó. Không ai thấy, chỉ có Hân và Lự thấy. Thấy bà cụ ngồi im đó, và từ trong người cụ bước ra một cái bóng trắng. Hình dạng cô gái xõa tóc ngang lưng, đưa đôi tay dài thiệt dài, từ chỗ bà ngồi vươn tới Hân, rồi vòng bàn tay lạnh một cách kỳ lạ chạm vào cổ Hân, như sắp bóp chết chị ta. Hân kinh hoàng mở trừng trừng mắt, nhìn cái bóng không di động mà đã chạm tới cổ của mình. Toàn thân chị ta mềm nhũn đi, rơi bịch ngồi bẹp xuống đất. Cái bóng bước trở lại, nhập vào thân bà già. Nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của Hân, mọi người cho rằng chị ta sợ những lời hăm dọa của bà. Nhưng họ quay sang thằng nhỏ. Lự lúc đó khoái chí mới nghìn nghìn cái bản mặt con nít lên. Nó nói mà bụm hồng không kịp. Cụ là cụ ma địa dứa đó, không phải chơi đâu. Hồi nãy con chết rồi, tự nhiên cái hồn bay lại chỗ cụ kêu cứu, cho nên cụ mới biến thành khói bay lại đây một hơi nè. Nhờ cụ mà con được sống, nên con không có sợ mợ nữa đâu. Có gì con mét cụ liền. Nghe nó nói, tất cả những người có mặt đều thất kinh, quay sang. Nhưng lạ chưa, không thấy cụ đâu nữa. Thằng Lự gào lên. Cụ ơi, cứu em Mực giùm con chứ cụ. Em Mực đang đứng ngay chân con nè. Nó khóc hù hù, nhưng mà cụ ma với Hiệp đã khuất bóng rồi. Chuyện còn lại ở đó, bà Bãi với vợ chồng Hai Tân sẽ lo. Biết có sự can thiệp của cụ ma, vợ chồng Hân thực sự không dám phản kháng gì nữa. Hai bà cháu về địa dứa, ngồi xuống ngay mé lộ. Hiệp nhún vai, rụt cổ nói: "Hú hồn hú vía, cái thằng nó lẻ miệng quá tay à, không chạy kịp á, sợ lát nữa nó lôi con vô luôn quá." "Tự nhiên mày chạy, cái làm tao cũng liệu chạy theo à. Tao có dặn nó rồi, nó sẽ không có nói ra đâu. Mà cái thằng mới 10 tuổi hả, mà khôn trật đời. Nó cố tình nhát vợ chồng cậu nó thôi. Nhưng mà tao nghe nó khóc kêu cứu con chó của nó, chắc phải quay lại một chuyến quá." "Trời ơi, người ta mận thịt ăn mất mẹ rồi, cúng sao được nữa cụ." "Thì bởi vậy mới kiếm cách, để coi chỗ đó có con chó nào mới đẻ không cái đã." Cụ định làm gì vậy? "Thì mày chờ coi đi." Hiệp cười cười, ôm lấy cánh tay cụ. "Cụ siêu thiệt đó, nói như quan tòa phân xử luôn nhỉ." Cụ cũng chúm chím cười. "Ở gần mày riết rồi tao cũng văn minh. Chứ hồi đó tao có lú đầu ra đường đâu mà biết gì tới luật pháp. Tao chỉ biết luật lệ thôi, là mấy cái luật mà những tay nhà giàu đặt ra để chèn ép dân nghèo tụi tao đó. Tao chưa từng nghe nói đến hai tiếng môi trường, nghiệt duyên, thanh trần gì ráo hết. Nghe mày nói riết mới hiểu á. Vậy con dạy chữ cho cụ nha." "Chi trời, đi đâu mày cũng theo tò tò, có gì mày đọc cho tao, chứ tao học chi cho cực thay." "Hồi nãy con thấy cụ nhắc con mẹ Hân á, con khoái quá trời khoái luôn." "Tao không có chủ trương nhắc ai hết á. Tại cái con nọ nó buộc phải mận vậy nó mới ớn. Nó ríu ríu lên ủy ban xã, ký chế cho ba mẹ mày á nhận nuôi thằng Lữ luôn cho coi nè." "Mà cụ, cụ đặt tên Lữ là Thiện, đặng cụ nhớ của ông đó hả?" "Ừ, tới giờ cụ quên nhiều rồi, mà cụ ông cứ nhớ hoài sao?"
Cậu không trả lời, ánh mắt nhìn ra hướng xa xăm mơ hồ. Nhớ gì mà nhớ, anh Thiện của cụ nếu mà còn thì chắc cũng lẩm cẩm lắm rồi. Mà dễ gì còn chứ, hơn 100 năm trôi qua, biết bao nhiêu vật đổi sao dời. Không biết anh ấy có hậu nhân hay không, dòng họ bá hộ nhà anh bây giờ ra sao. Nếu như cụ muốn tìm thì nói với Hiệp, cô sẽ tìm được cho cụ. Nhưng để làm gì, cụ không muốn quay về nơi đó nữa. Cả cái chợ Dòng Miễu bây giờ có còn không, cụ cũng chẳng muốn biết. Thấy cụ im lặng, Hiệp biết mình đã chạm vào nỗi đau của cụ rồi, nên lặng thinh không nói nữa. Cô đứng dậy vô trong, trải tấm mũ ra. Vô nằm nghỉ chút đi cụ ơi, nãy giờ tiếp xúc với người nhiều rồi, hao tổn âm khí lắm đó. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, cô còn nhiều chuyện cần làm mà. Cụ uể oải đứng dậy, thoát một cái đã nằm trên miếng mũ cao su mà hai hồn ma luôn cho rằng đây là chỗ nghỉ im ái hạnh phúc nhất của mình. Cụ chắp hai bàn tay úp lại, lót đầu nằm, mà quay sang Hiệp. Tuy gọi cụ, nhưng ngoại hình cụ trẻ hơn Hiệp rất nhiều. Cụ cười dí dỏm. Ê, bữa nào mà dắt ta đi Bến Tre chơi một chuyến đi. Ủa, cụ muốn đi hả? Ừ, chứ tao dân Bến Tre gốc, mà không biết gì về Bến Tre, nói ra ai tin mày. Hiệp mắc cười nôn trong bụng. Cụ còn nói với ai được nữa hay sao? Dạ, con sẵn lòng luôn. Chắc nghe, bận này tao không có trật ruột nữa đâu. Đi về mà thấy ổn á, thì mày dắt tao đi thành phố một chuyến ha. Mới nãy tao còn không muốn đi, giờ thì đổi ý rồi. Tao muốn biết cái chợ Dòng Miễu giờ ra sao. Hồi đó ao ước có một lần dòm thấy mà không có được. Nếu có thể, tao về tàn dù bắt cá thòi lòi, kho xả ớt cho mày ăn. Tao nói nó ngon mê ly rùng rợn luôn cho coi. Trời lạnh lạnh mà nấu nồi cơm nóng hổi, ăn với thòi lòi kho xả ớt, tao nói cơm nuốt không kịp luôn với bộ giỡn. Ủa, nhưng vậy rồi nồi niêu đâu kho cụ? Trời, mày lo làm chi, tao có đủ cách luôn. Mày quên ba mẹ mày phải kêu tao bằng cô hả? Hồi nãy nó quên, nhưng mà vài bữa nữa cũng nhớ lại hả? Tuy tao không có xưng tên họ đường hoàng, nhưng mà nó nhớ ra thì biết con ma địa dứa là cô nó liền, vì cái tên của tao á. Với lại tao đã gửi thằng anh Thiện của tao ở đó rồi, tao hiện về dắt mày theo, đem cá lại cho nó mần mình ăn. Tao chỉ sợ mày thấy ba mẹ mày cưng thằng anh Thiện của tao cu cu thì cạnh anh cạnh học thôi. Ôi, con không cạnh anh đâu cụ ơi, ba mẹ con vui là con còn vui hơn nữa. Cụ gật đầu, rút một cánh tay ra vuốt tóc Hiệp rồi ngậm ngùi. Ba biết chứ, nhà họ Phùng mình ai cũng hiền. Vì hiền quá cho nên người ta tưởng mình ngu, con gái là vắng số. Nhưng mà cuối cùng ngẫm ra mình sống dai hơn người khác hết rồi. Mục đích của tao là cứu giúp những người có hoàn cảnh tội nghiệp, những mảnh đời cơ nhỡ. Làm được chuyện nào tao vui chuyện đó. Tao không có phép thần thông gì, chỉ được ba cái trò lặt vặt hiện lên hiện xuống nhắc người ta thôi. Chỉ sợ khi nhà nước quy hoạch lắp cái địa này thì bà cháu mình không còn nơi nương tựa. Có gì đâu, cụ nhắc họ chạy tét chứ gì, như mấy lần trước vậy đó. Đời mà, đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu con. Con tạo nó dần xoay, xã hội hiện đại, sợ những cái hồn ma như mình nó không còn chốn dung thân nữa. Theo con biết á, vấn đề tâm linh bao giờ cũng có. Vì vậy mà thế gian luôn tồn tại những cái chuyện quyền di mà khoa học không có lý giải được đó cụ. Hai bà cháu nằm im lặng một hồi. Hiệp sợ bà buồn nên đổi đề tài. Cụ à, cụ chưa kể con nghe hồi đó cụ ông anh Thiện tỏ tình với cụ ra sao nè. Con này hỏi làm chi à,
Hiệp vòng tay ôm cụ. Hỏi đi biết hồi xưa người ta tỏ tình sao đó mà. Rồi đặng chi, giờ nói tới tao còn mắc cỡ muốn chết nè. Mắc cỡ gì? Có hai bà cháu mình mà mắc cỡ. Nhưng mà tao kể ra mày không được ghẹo tao mà. Còn hứa chắc luôn. Cụ nằm ngửa ra, lim dim nhớ lại. Giọng nói cụ chìm trong ký ức một thời thanh xuân. Thì tao đi bắt ếch sau mưa. Tao bắt tàn tài luôn. Hồi đó đường xá trơn trượt, đi nó dễ té lắm. Mà hễ té là tụi tao kêu bằng chụp ếch. Tụi nó kêu là Nga Nga, con bỉ á, nó chụp ếch cả chục lần, cái đít dập nát luôn. Nó nói cho cố vậy đó, chứ dập đâu mà dập. Tao đường săn sái bắt con ếch ở dưới cái hố do tao đào hôm qua, thì nghe một cái hì ở phía trên. Anh Thiện hồi đó tao chưa quen nha, anh đương chụp ếch á. Mắc cười lắm. Tao nhớ cái bộ hình của anh lúc đó, té chỏng cẳng luôn mà, hai tay quinh gằn ghẻ. Anh lờm cơm bò dậy thì nghe thêm cái hì nữa, chụp thêm một con. Coi cái bộ ảnh mệt đứng dậy không nổi luôn á. Tao mới phóng từ dưới hố lên, nắm tay anh kéo lên. Mà cha nội kỳ mày ơi, đứng vững chân rồi mà không có chịu buông tay tao ra mày. Tao giật lại á, anh nói nhỏ xíu vậy nè: qua tên Thiện, em tên Nga, hai đứa mình thương nhau nha. Trời đất ơi, trong bụng tao hồi hộp muốn chết luôn. Cha nội nào lạ quắc mà vô duyên kỳ cục vậy, tự nhiên cái nói vậy hả? Tao dòm giáo giác mà không thấy ma nào ở đó trơn á. Sợ chả làm bậy thì kêu cứu ai. Tao mới phùng mang trợn má lên, tính ăn thua đủ chứ chả. Thì trời ơi mày ơi, chả cười hiền khô hả? Chả nói là qua chọc em cho vui thôi. Em bắt ếch giỏi, sáng giờ qua chỉ có được mấy con hả? Tao qua cho em luôn á. Nhiều đây về nhà qua cũng không có đủ ăn. Thì tao mới nói là thôi đừng có dụ tôi, khi không cho ếch tôi là sao. Ông nói không sao, ông không có ý gì hết á, nhưng mà ông cho qua cho thì buộc em phải lấy, không lấy qua giận. Ủa cha già vô duyên không mày thấy không, giận kể mấy người. Thôi đứng dậy được rồi thì đi về đi, tôi bắt xong còn cả đống ở dưới á, làm phiền quá à. Tao nói xong phóng xuống lợi xuống hố. Chả nghiêng cái vỏ trút hết đầu 5-6 con gì đó vô vỏ tao, cái te te đi về. Đường trơn trượt mà chả đi tỉnh bơ luôn mày ơi. Thì ra là nãy giờ giả bộ chụp ếch cho tao leo lên, đúng là cái thứ mắc dịch. Hiệp cười ngặt nghẽo. Ủa vậy đâu phải tỏ tình. Ủa chứ bộ tao nói tỏ tình ha. Vậy nè, mấy bữa sau tao bắt cá kèo, giả ở tuốt đằng xa, vừa ngó thấy tao một cái hả, giả hát bự lên là gì nè. Em dưới gò còn qua trên nõng, mắc mớ gì mà khi không. Bữa thấy em đứng ở bờ sông, hai má ửng hồng, qua lấy bụng qua ưng. Trời ơi, tao mắc cỡ thì ghê luôn mới kỳ chứ. Hiệp thích thú. Cô ơi, con đọc sách tới thời phong kiến á, người ta hay xưng qua thay vì là anh, mà cái danh xưng đó dành cho người lớn tuổi. Còn cụ ông với cụ hồi đó chưa được 20 nữa, mình sao qua này qua nọ vậy? Bộ tao biết ha, nhưng mà hình như cái chữ qua đó dành cho những người ở dưới nhà giàu hay sao đó. Chứ mấy chú mấy anh tá điền như cha tao đâu có ai xưng qua vậy mày. Hồi đó có một anh tên Măng, ảnh cũng con tá điền như tao. Nói tên Măng là mắc cười, ai gặp ảnh một lần là khó quên được lắm. Bự con chừng dần luôn á, người gì đâu mà chẳng cha, cao khiếp luôn. Cái mặt hiền khô hà, mà tiếng nói thì ầm ầm ý ý. Mấy ông già bà cả trong xóm nói ảnh dị tướng. Mày coi, ảnh cao bằng rưỡi tao vậy đó. Bề ngang của ảnh á,
tao giang hai tay ra mới đủ đo. Anh Mạnh thấy ớn chân luôn. Giác lúa bó tự dưới ruộng lên, người ta chất được bao nhiêu vô vai ảnh là anh giác hết luôn á. Nhà anh có cặp giống, cha anh mần bằng sắt để riêng cho anh xài. Anh chất cái chục đứa con nít lên hai cái bộ nhốt gà nha, để hai bên cái giống, gánh tụi nó đi te te vậy đó. Hễ đứa nào mà lợi là anh nắm luôn một tay, bị dì tay kia mắc kiệm cái đòn gánh rồi. Vì vậy mà đứa con nít á, mới đầu thấy ảnh khóc chết luôn. Sao chơi được thì khoái. Tụi nó kêu ảnh là bằng ông ầm không à. Bởi vì tiếng nói của ảnh nghe ầm ầm á. Mấy cụ già mà nói ảnh có vợ nha, đẻ con á, là nhất định bồng một bồng luôn. Nhà anh cũng nghèo đã mạng như tao vậy nè, cũng có nguyên bề em. Anh phái tao, tao biết luôn á chứ, nhưng mà tao không có phái ảnh. Anh bự kền là tao nhỏ xíu, mà sao khoái được. Với lại tao tối ngày chỉ biết khoái bắt cá bắt tép, tới mùa thì khoái lúa trúng, quằn hột, cho đủ đông lúa ruộng, đặng còn dư ra cả nhà không bị đói. Bữa đó anh giận công gặt với nhà tao. Cơm sáng xong chuẩn bị đi mận, anh mới nói nhỏ với tao như vậy nè. À, chừng gì á, hai chậm chậm chờ tôi nói cái này cho nghe nè. Tao ừa ngon lành luôn. Trời trưa, gặt sau buổi đứng, tao cũng chờ ảnh. Hời ơi, anh nói anh thương tao mày ơi. Anh nói hai nhà hai đứa nghèo, cưới tao thì mừng cái đám nhỏ nhỏ ra mắt hai họ thôi. Rồi thì hai đứa xin cha má, hai bên á, cất cái nhà đơn sơ. Tao ở nhà bắt cá bắt tép bán, còn ảnh mạnh dạn nên đi mừng mướn. Vậy cũng đủ sống rồi. Trời ơi, hồi đó tao mới có 16 tuổi hả? Nhưng mà cái tuổi đó là có chồng được rồi nghe. Tao cũng không có nghĩ gì, chỉ nghĩ như vậy nè. Tao có chồng rồi thì ai phụ cha má tao mần ruộng, ai bắt cá tép cho nhà tao ăn, tiền đâu mà má tao mua. Đã quyết chí cho mấy đứa em ăn học thì tao phải hy sinh chứ. Với lại tao có tình ý gì với anh Măng đâu đâu. Nhìn anh là hết hồn luôn rồi. Nghe xong tao ù té chạy gì, không trả lời trả vốn gì hết. Rồi tao ngại gần chết luôn á, né ảnh không có lời gần nữa. Chắc anh cũng hiểu, thấy vậy cũng không có nói với tao thêm lần nào. Cho tới khi tao bị bà Bá Hộ má anh Thiện quậy á, anh mới nói thôi chịu anh đi. Hay là chê anh bự con hả? Nhưng mà thiệt tình là không có chê. Tao biết anh tốt chứ giỏi, chỉ là lúc đó tao còn chịu ai được nữa. Tao thương anh Thiện mất cha nó rồi. Hiệp ôm cụ siết chặt. Thương bà nói chuyện đau lòng mà với cái giọng điệu gọn bâng à. Chắc là hồi đó bà buồn dữ lắm, trăm mối ngổn ngang chứ không chơi. Cho nên cái chuyện tình yêu với cụ Thiện luôn khắc ghi trong trí não, trong tim của bà. Cụ Thiện chắc đối với bà tình nghĩa sâu nặng lắm, vậy mà cuối cùng cũng lấy em gái bà làm vợ. Vậy tại sao bà lại mừng mới ngộ chứ? Hai cụ cháu nằm nói chuyện một hồi, thấy trời tối dữ rồi, cụ mới ngồi dậy kêu Hiệp. Đi, tao với mày lại nhà coi cái vụ thằng Lữ nó im chưa. Chứ kiếm gì ăn mày ơi. Cấp trại sao tao cứ đói bụng hoài à? Ăn nhang nó không đủ no nữa. Hai bà cháu toát cái đã đến cái đường quẹo vô sớm nhà của Hiệp. Bỗng cụ nhìn thấy con chó vàng hực đi từ trong nhà bà Bãi ra. Nhà bà Bãi sát ranh nhà của Liệt. Con chó vàng đang mang cái bụng bầu xà mặt đất. Trời ơi, cái bụng này hổng năm bảy con mới lạ đó. Cụ mắt nó lại gần. Chó thì có bao giờ sợ ma chứ. Thường thì chó thấy ma là sủa trời. Đằng này con chó vàng nhìn thấy hai bà cháu thì ngoắt đuôi mừng rỡ. Cụ ngồi xuống ôm nó, đưa tay sờ mấy cái vú lòng thòng dưới cái bụng, bóp nhẹ nhẹ. Thấy sữa xịt ra, cụ mừng quá, nói nhỏ bên tai con vàng. Nè, chừng con sanh xong á, cho bà một con nghe. Có con mực nào càng tốt.
bà gửi con mực của cô Lự vô, cho con cho phép cô Lự nuôi nó ngang vàng. Con vàng gừ gừ trong cổ, cụ xoa đầu nó, khen ngoan, rồi đứng dậy đi. Cụ mới hỏi Hiệp: "Nè, bây có biết con chó mực của thằng nhóc không? Hồi bây còn á, là có nói chưa?" Hiệp gật đầu: "À, có lâu rồi cụ. Con mực đó là của bà ngoại thằng Lự. Nó cỡ tuổi con vàng nhà con á, mà khôn lắm. Bà xin ở đâu về cho thằng Lự chơi. Vì vậy mà hai đứa quấn quýt với nhau à. Bà ngoại mất, còn con chó. Nhưng rồi con mụ Hân ít khi nào cho chó ăn lắm. Không biết sao mà nó vẫn còn lay lất bên cạnh thằng Lự. Hồi trưa nó nói nó bớt phần ăn của nó cho con mực. Mà phần ăn của nó thì có mẹ gì. Con đổ chắc anh em nó đói triền miên luôn á." Hai bà cháu vô nhà ba mẹ Hiệp. Đầu tiên, họ thấy con chó mực phục dưới chân Lự, liếm liếm mấy ngón chân của nó. Thấy bà và Hiệp, nó ngoắt đuôi lia lịa mừng rỡ. Còn con chó vàng của Hiệp thì vô tâm vô tư nằm dưới chân Thím Hai. Họ thấy chú Thím Hai Tân với Lự đang ngồi ăn cơm. Bàn cơm có cá kho, thịt xào, canh chua. Lự mắc cỡ, cứ cầm đũa so xe hoài mà không dám gắp. Chú Hai cười hề hề, xoa đầu nó động viên: "Ăn đại đi con. Từ bữa nay đó, con là con của ba mẹ rồi. Không có ai dám làm gì con nữa đâu. Nhà này là nhà con nè. Con muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn nói cái gì thì nói. Con cũng không có còn là Lự nữa, mà là Thiện, biết chưa con?" Thiện tự nhiên buông đũa, úp hai tay lên mặt, rồi khóc òa. Thím Hai vội đứng dậy, ôm lấy đầu nó: "Trời ơi, con trai sao mà mít triệu vậy?" "Mẹ biết con vui." "Ừ, vui thì đừng có khóc mới phải chứ." Thiện giang tay ôm lấy Thím Hai: "Dạ, con mừng lắm. Con không có tưởng tượng ra được. Ba mẹ ơi, con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời. Ba mẹ đừng có đuổi con đi đâu hết nha." "Nói bậy không à. Có con làm con, ba mẹ mừng không hết, sao đuổi đi được. Nhưng mà để yên tâm ở đây á, thì con còn nguyện vọng gì không? Ba mẹ toại nguyện cho con." Thiện chần chừ một hồi, rồi mới rụt rè nói: "Con muốn cảm ơn cụ Ma đi dứa, mà không biết làm sao hết. Ba mẹ biết không, con chết thiệt rồi đó. Cái tự nhiên không hiểu sao con cắm đầu chạy riết ra địa dứa. Cái địa này trước giờ con đâu có biết đâu. Vậy mà ra trúng phóc luôn. Con thấy cụ Ma còn trẻ lắm nha. Mà sao kêu bằng cụ vậy cả. Bà tóc trắng lợi cứu con á, không có giống cụ Ma mà con thấy. Con khóc kêu cụ cứu. Vậy là cụ bồng con bay một tăng gì à, rồi xô con vô sát lại. Nhờ cụ mà bây giờ con có ba mẹ. Con không biết đền ơn cụ làm sao hết. Bây giờ con là người sống rồi, đâu có gặp được cụ được nữa." Thím Hai cảm động ôm lấy cổ nó: "Thương hết sức cùng. Con nhỏ vậy mà biết phân biệt ân oán rồi. Ba mẹ làm một cái mâm cơm canh, đem ra đó cúng cho cụ về chứng giám. Con chịu không?" "Cho con đi với nha. Để con trái cụ cứu luôn con mực giùm con." "Con thích cho vậy á, thì đợi cho bà bãi đẻ đi. Bà xin cho con một con chứ gì." "Dạ, tại con thương con mực nhiều nhất á. Chứ nhà mình có con vàng con cũng chơi với nó được rồi. Mà con vàng nó không có mê con như con mực. Con với mực nhiều kỷ niệm lắm. Nó nhịn đói nhịn khát với con hoài à. Mỗi lần con bị đánh rách thịt là nó liếm cho mau lạnh. Nó hung con hoài bà." Thím Hai xoa đậu thằng bé, cười hài lòng nói với chúng: "Mới bây lớn
Mà sao tình nghĩa thấy thương quá hen anh ha. Thôi ăn cơm được chưa? Thiện hí hửng cầm đũa lên. Nó nói một câu mà Hiệp thấy ngại hết sức. Cô chưa từng nói với ba mẹ mình như vậy. Dạ, con mời ba ăn cơm. Mời mẹ ăn cơm. Chú Thím Hai trố mắt nhìn nhau. Ủa sao thằng nhỏ này sống trong cảnh nghiệt ngã như vậy mà cũng không quên những cái lời nhắc của bà ngoại đã dạy nó. Nó biết tất cả nhưng không có dịp nào để biểu lộ được sự mến thương với người bên cạnh, bởi vì trước đây đâu có ai thương nó. Thôi, từ nay nó chấm dứt những ngày tháng khổ ải đó rồi. Sống với chú Thím sẽ nhận được bằng tất cả tình thương của cha mẹ cho con, dành luôn cả tình yêu đối với Hiệp đem sang cho nó. Cụ Ma yên tâm rồi, nắm tay Hiệp kéo đi. Lần này Hiệp không bệnh rịnh như lần trước. Cô cảm ơn cụ đã đem niềm vui và hy vọng tới cho hai bậc sinh thành của mình. Cô mong mỗi Thiện sẽ ngoan, sẽ hiếu thảo, để tuổi xế chiều của ba mẹ được an nhiên. Về tới địa dứa, hai bà cháu chưa vào trong dội mà ngồi lại bên mé lộ, nhìn xe cộ dập dìu chạy ngang. Hiệp nhìn thấy trong mắt cụ một nỗi niềm gì lạ lắm. Cô chờ cụ tâm sự với mình, nhưng mãi mà cụ vẫn lặng thinh. Hồi lâu Hiệp mới cất lời. Cụ sao vậy? Sao tự nhiên buồn vậy? Cụ nhìn Hiệp lắc đầu. À, cụ đâu có buồn. Chỉ là cụ nghĩ á, nếu như trên đời có thể tái sinh thì mình sẽ chọn tái sinh như thế nào? Con đó Hiệp, con có muốn làm người nữa không? Làm người với đầu óc và ký ức như bây giờ, nhưng ở một thân thể khác. À, để chi vậy cụ? Để có thể làm hết những điều mà khi sống mình chưa làm. Cụ thì được, nhưng con thì không. Sao vậy? Tại vì bây giờ cụ không còn ai để lo lắng nữa. Nếu cụ sống lại với vai trò người khác thì cụ sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình của cụ. Còn con á, ba mẹ con đó, anh em con đó, con có thể quên họ sao được cô? Nhưng nếu con quá quan tâm họ thì gia đình mới sẽ như thế nào? Nhiều khê lắm cụ ơi. Thà như thằng Thiện vậy đó. Tuy dòng họ bà con còn, nhưng mà người ta phủ nhận nó. Nó chỉ biết có ba mẹ mới thôi. Nói vậy là con không muốn tái sinh hả? Con thấy ở với cụ vậy đó là tốt lắm rồi. Mình nhìn thấy người mà người không thấy mình. Cụ lại có mục đích cao cả. Con theo cụ đi cùng thực hiện. Nhìn thành quả mình đạt được á, nó hạnh phúc lắm cụ à. Nhưng mà con không thấy sao? Mình không có nhà cửa, không có chỗ ấm êm. Tối ngày nằm trên dũng sình, nằm trên lá dứa gai. Cụ thì không sao, nhưng mà con thì tội nghiệp lắm. Vì cụ sinh thời dầm mưa dãi nắng quen rồi. Con thì là con gái nhà đầy đủ, chưa từng lam lũ như cụ mà. Cụ ơi, bây giờ con có còn thân xác nữa đâu mà sợ dầm mưa dãi nắng chứ. Cụ nói làm ma thì không có bệnh hoạn gì mà. Tính ra con ở với cụ tới nay nữa là gần 4 năm rồi. Nhan sắc cũng không bị già đi, con vẫn trẻ đẹp như trước. Con có mệt mỏi gì đâu à. Sống như vậy còn thấy vui nữa chứ. Ít nhất mình không bị ai dùng lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt. Ít nhất mình cũng nhìn thấu được tim gan người ta. Luôn luôn tâm niệm trong lòng là mình đang xa nhà, về ở với bà nội và kết giao với bạn mới vậy thôi. Cô mỉm cười gõ vào trán Hiệp.
Mày già hàm hết biết à. Bạn mới của mày là ai? Chỉ tao coi. Hiệp cũng cười rần rần. Rồi hai bà cháu vài bữa nữa sẽ đi theo xe buýt đi Bến Tre một chuyến chơi. Bữa sau vợ chồng Hai Tân bày biện mâm cơm canh, dẫn Thiện ra địa dứa cúng cho cụ Ma. Họ làm coi trang nghiêm thành khẩn lắm. Hiệp nhìn ba mẹ mình mà chảy nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc vì vui mừng cho ba mẹ mà thôi. Cụ kề tai Thiện nói nhỏ: cụ cảm ơn con lắm, con trai ngoan. Vài bữa cháu vàng bà bãi đẻ sẽ có một con mực. Con mực đó là hồn của con mực nhà con nhập vô, nó sẽ về ở với con. Hiệp cũng dặn Thiện: nè, ba mẹ kỹ lắm đó, cho nên em cũng phải kỹ theo. Đừng có cho con mực chạy lung tung dơ dái rồi đem bụi đất vô nhà đó, biết không? Thiện vui mừng gật đầu cả chục cái, mở miệng định nói thì bị cụ bùm lại, đưa tay lên môi ra dấu cho nó im lặng. Từ nay đừng nói với ai về cụ hết, nhất là đừng có nói con thấy chị con nữa. Nhưng bà với chị sẽ ở cạnh bảo vệ con đó, biết chưa? Thiện chớp mắt lia lịa thay cho gật đầu. Trước khi đi Bến Tre chơi, cụ quay lại nhà Hiệp coi con chó nhà bà bãi đẻ chưa. Mới gần tới cổng nhà thì hai bà cháu thấy con chó mực của Thiện quắn quýu chạy ra ngoắt đuôi lia lịa, rồi kéo ống quần của bà lôi về phía nhà bà bãi. Bà cười nói với con chó mà nhìn Hiệp: từ từ con, quần áo của bà toàn là bằng giấy à, bà mặc khính của chị Hiệp á. Con kéo kiểu này rách hết, lấy đâu bà đền nó? Có chuyện gì sao? Chó đẻ rồi phải không? Nhưng mới đẻ chưa có mở mắt, mở mắt cũng chưa biết ăn, con gấp gì? Mực vẫn gầm gừ. Cụ theo chân nó vô nhà bà bãi, thấy con chó vàng đẻ ra 5 con chó con, 4 con đều màu vàng, chỉ có một con mực. Và con mực này cũng có 2 cái đốm trắng trên mắt, nhưng mà nó chết queo rồi. Thì ra nó đẹp ngắt, nhỏ xíu, nên chắc là bị lấn, không giành được chú mẹ chứ gì. Cô cầm con chó sụi lơ trong tay, vuốt vuốt nó mấy cái, rồi nhướng mắt ngó mực: chờ gì nữa, chui vô đi con. Mực trùng mình mấy cái, rồi tan ra thành những hạt bụi màu đen. Lớp bụi đen đó phủ kín, bọc lấy con chó nhỏ đã chết. Con chó trên tay bà cụ rung lên mấy cái rồi nhúc nhích. Nó chưa mở mắt mà. Cụ đặt nó nằm xuống, rồi vuốt ve dặn dò: mở mắt xong á, chạy qua anh Thiện liền nha. Bà bãi có bắt gì thì cũng chạy qua nữa đó. Rồi cụ nói với con vàng mẹ nó: cho cụ xin nghe vàng, nếu bà bãi bắt gì á, con cũng đừng có nhận nó, thì bà bãi không có tiếc đâu. Con của con chết rồi, con mực nó mượn xác để sống lại. Con chỉ mực quen nhau mà phải không? Vàng gừ gừ trong họng, nhưng đuôi thì dê dẫy. Coi bộ đồng ý rồi. Cụ qua nhà Hai Tân. Thằng Thiện đang phụ mẹ nó nhổ mấy cọng rau đắng đất. Mẹ con vừa làm vừa nói chuyện inh ỏi. Hai Tân thì đang cuốc cuốc gì ngoài kia. Hiệp cảm động nói với cụ: hồi con ở tuổi của Thiện, con chỉ biết đi học à. Mẹ sai gì làm nấy, chứ không có lẻo đẻo theo ba mẹ suốt vậy. Cả ngày nghỉ hai anh em cũng ngồi trong nhà chơi với nhau, chờ mẹ nấu cơm xong rồi xuống ăn. Thiện nó quấn quýt ba mẹ vậy, thấy thương quá cụ. Ừ, bởi nó cần tình thương mà con. Từ hồi mồ côi chỉ còn có bà ngoại, bà cháu hủ hỉ với nhau. Khi bà mất là chuỗi ngày cơ khổ của nó bắt đầu. Thằng nhỏ bị ghẻ lạnh suốt một thời gian dài, nay có ba mẹ yêu thương. Con coi, hạnh phúc ngời ngời trong đôi mắt của nó luôn kìa. Bà cũng yên tâm phần nó rồi. Thôi mình về, mơ đi chơi khỏe trong bụng rồi.
hai bà cháu vừa đi vừa cười nói suốt một quãng đường. Ba ngày sau, cụ chuẩn bị đi Bến Tre. Nhìn Hiệp dùng nguyên bàn tay làm lượt chải đầu, cụ cũng hay làm như vậy, vì đây làm sao có lượt chứ. Dù chải đầu bằng tay này là do cụ dạy cho Hiệp, cụ nói ở đây không có tiện nghi nên cha mẹ cho cái gì xài cái nấy. Cha mẹ sắm cho được cái lượt chải đầu là hai bàn tay nè, xài hoài không có mòn, chỉ có cũ thôi. Hiệp thích chí mà cười. Tuy nhiên mái tóc của hai cô gái trẻ vẫn bóng mồng suôn mượt ha. Cụ mà nhỏ hơn cháu, mỗi người sở hữu một nhan sắc đẹp đến ma mị. Lúc Hiệp mới qua đời, cô không liêu trai như bây giờ. Cụ nheo nheo mắt ngó cô, cười hễ hả. Nhỏ này đẹp quá bây, mần ma mà sao đẹp hơn mần người dữ thần vậy cả. Trời ơi, cụ còn đẹp hơn nữa đó. Ra đường nếu có ai thấy được, nói cụ là em con chắc luôn. Thì chớ làm sao, hồi tao chết chưa 20, mày gần 25 rồi mà, xém chút mần mẹ người ta rồi. Hai bà cháu cười tích tắc rồi tung tăng ra lỗ đón xe. Bỗng cụ cảm thấy như có người ôm lấy cụ, lôi gịch lại, và cảm giác như có một bức màn mỏng chặn ngang trước mặt. Cụ bường tới mà thoát ra. Ngạc nhiên, cụ quay vô nhìn Hiệp. Bất ngờ làm sao, Hiệp như bị ai xô bật lại trở về. Sự va chạm mạnh đến nỗi cô té bật gọng, ngồi bệt xuống đất, dương mắt sợ hãi nhìn cụ cầu cứu. Cụ hoảng kinh, đây là hiện tượng gì vậy chứ? Cả trăm năm cụ cư ngụ nơi này chưa bao giờ xảy ra như vậy. Có ai rào chắn họ lại hay sao? Lẽ nào... Mà ai làm mới được? Kẻ này chắc là pháp thuật cao cường mới đủ sức chặn đường đi lối về của cụ. Nhưng cụ vẫn ra được mà, chỉ có Hiệp phải bị dướng lại là sao? Trong đầu cụ phực nghĩ tới chuyện yếm đối. Yếm sao? Ai yếm? Tại sao lại yếm? Kẻ này muốn nhốt bà cháu cụ vĩnh viễn nơi đây, không thể thoát ra ngoài được hay sao? Không chần chừ thêm giây phút nào, cụ ào trở vô địa. Đúng là có một lực cản lại. Lực cản chưa đủ mạnh nên cụ cũng vô được, nhưng thấy tức tức ở ngực. Cụ đỡ Hiệp ngồi dậy, thấy mặt cô tái xanh, ánh mắt hãi hùng, lắp bắp nói với cụ. Cụ ơi, có một bức tượng vô hình chặn lại, không cho con ra ngoài. Vừa đụng phải nó con bị hất văng ra à? Chuyện gì vậy cụ? Ai yếm mình rồi phải không? Những lời của Hiệp càng khẳng định điều suy nghĩ trong đầu của cụ. Cụ ma mím môi, thở hắt ra giận dữ. Cụ ở đây cả trăm năm, đã xúc phạm ai mà lại có kẻ dám ra tay với cụ chứ? Họ có mục đích gì và thằng nào lại làm chuyện như vậy? Hiệp thở hơi lên nói. Cụ ơi, con biết ai làm rồi đó. Con mẹ Hân chứ không ai hết á. Vì bà biết sự có mặt của cụ nên mướn thầy pháp dị yếm không cho cụ ra khỏi chỗ này. Con sợ con mẹ giở trò với Thiện với ba mẹ con nữa. Bây giờ sao đây cụ? Cụ bặm môi dưới, mắt long lên. Nó dám chọc tới tao á là chết bà nó rồi. Bây coi, nó rào được bây chứ rào tao được sao? Mẹ bà nội cha nó, bộ nó tưởng tao dễ ăn hiếp vậy hả? Cụ có cách gỡ được không cụ? Nhỏ lớn tao chưa từng nghe nói tới bùa phép, nhưng mà khi thấy mày không có ra được mà tao vẫn ra được, tao nghĩ vì tao ở đây quá xá lâu rồi, hít thở linh khí của trời đất nên không có gì có thể xâm nhập được. Mày biết gì về bùa chú này thì nói với tao, tao sẽ nghĩ cách phá giải cho. Hiệp nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi ngồi xổm lên. Con nhớ có lần đọc được như vậy, họ chuyên môn yếm bùa bằng cái cách dán bùa đâu đó trong khu vực họ yếm. Đâu cụ đi vòng vòng coi, coi thử chỗ nào có lá bùa, nó giấy đỏ viết toàn mấy cái chữ ngoằn mèo. Cụ gỡ ra đem lại đây đốt bỏ là xong hả cụ? Ủa, dễ vậy hả?
con biết nhiêu đó thôi hả? À được rồi, để tao coi coi. Cậu đi đảo qua đảo lại mấy vòng vẫn không phát hiện được gì. Cụ thất vọng, dòm ngó tứ tung một hồi. Bỗng cụ thấy ngay cái gò đất có mấy hình nhân nặng bằng đất sét, được làm bằng lá dừa khô che lại, rất khó tìm ra. Con nào con nấy mặt mày dằn dện, đứa tay cầm dao, đứa tay cầm mâu, hướng vô trong địa. Cụ la lên cho Hiệp nghe: có mấy cái hình nhân mắc ớn này Hiệp, không biết phải nó không nè. Nó đó cụ ơi, đập bể quăng xuống địa đi cụ. Cụ lượm từng đứa lên. Trời ơi, cái cục đất nhỏ xíu mà nó nặng trịch à. Cụ lấy hết sức mới nâng được nó lên. Cụ cầm thằng này đập vô thằng kia, đập muốn sải tay mà không hề mẻ một miếng nào. Cụ thở ra, bất lực ngồi xuống kêu Hiệp: à, cái gì mà nó cứng thế ớn Hiệp ơi, đập quá tay mà không bể nè. Thôi, chắc mẩm là nó yếm cụ cháu mình rồi. Cụ coi nó có bao nhiêu đứa vậy cụ? Nhóc luôn, để tao móc ở dưới lên coi sao đã. Cụ nhấc từng thằng lên để qua một bên. Đếm được 9 thằng thì thấy phía dưới có một lá bùa. Cụ môi lên rồi la rùm: ê, có bùa nữa nè Hiệp. À, con nghe nói bùa chú sợ đồ dơ quế. Bà cháu mình ở tuổi còn kinh kỳ, nhưng mà ma đâu có máu đâu mà chảy. Nhưng mà mình có nước tiểu, cụ thử chất đóng lại, đặt lá bùa lên rồi tiểu vô đi cụ. Tiểu là đái đó hả? Dạ, cụ thử đi cụ. Cụ ma làm liền. Theo bản năng con gái, cụ nhìn giáo giác không thấy ai, bèn trật cái quần đái vô đống hình nhân bằng đất được phủ với tấm bùa giấy có chi chích mấy cái chữ ngoằn ngoèo. Lạ chưa, khi xong cụ sờ thử, con nào con nấy bấy ra thành đất, mà miếng bùa cũng chỉ còn là tờ giấy trắng mỏng tang. Kêu Hiệp thử bước ra ngoài. Hiệp làm theo nhưng vẫn còn bị cản lại. Cụ biểu Hiệp lại cái chỗ cụ vừa giải tán đám hình nhân mà bước ra thì được. Hiệp chợt hiểu ra, thì ra nó yếm cả bốn góc đông tây nam bắc đó cụ. Mình chỉ giải được một cửa thôi, còn ba cửa nữa. Cụ ngây thơ cười. Nhưng mà giờ tao hết mắt đái rồi mẹ ơi, còn mày đâu có sáp vô cái chỗ đó được. Nhưng mà con ra được rồi, các cửa khác mình để tính sau đi. Bây giờ chạy về nhà coi ba mẹ với thằng Thiện sao đã. Con nghi con mụ Hân dở trò với nó rồi. Vậy sao? Vậy đi liền đi. Hiệp có vẻ mệt nhọc. Cô than: anh Như, hồi nãy con đụng vô bức tường bùa, con bị tổn hao nguyên khí rồi cụ. Sao tự nhiên thấy nặng nề chứ không còn mạnh dạn như trước nữa. Cụ xanh mặt rờ rẫm Hiệp: chết cha, rồi có sao không con? Bùa chú mạnh dữ thần vậy? Dạ, chắc là mạnh rồi. Cụ có tiếng là cụ ma mà. Đã gọi là cụ á thì phải già ghê lắm. Mà già ghê lắm thì ba cái bùa cốc nhái sao yếm được cụ. Chứ còn con thì khác. Nhưng mà thôi cụ đi đi, con nằm đây nghỉ chút là được. Tao đi rồi lỡ của mình mày á, nó tới làm sao đối phó. Bây giờ cụ xuống là nó hồn vía lên mây rồi. Biết là bùa chú không ăn thua gì tới cụ, nó rét tới bà nó luôn chứ ở đó mà nghĩ tới con. Có thể thằng cha thầy bùa đó đã biết con ở đây, nhưng mụ Hân không biết. Và vì không biết á nên mụ ta chỉ muốn yếm mình cụ thôi. Cụ đi đi, con tử thủ trong này, không có ai làm việc được gì con đâu. Cụ xuống trị cho họ biết như thế nào là vô phép, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Mày nói gì vậy? Ý thì cụ cứ nói y như con nói vậy đó. Cụ chỉ vô mặt cái thằng hay là con pháp sư đó mà la lên: cha chả, mày dám động thổ trên đầu Thái Tuế thì coi tao trị mày nè. Rồi tao trị làm sao? Tao có biết gì về bùa ngải đâu, sao gỡ? Hiệp ngồi nghỉ một hồi, tâm bình ổn lại thì sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cô níu tay cụ đứng dậy,
cảm thấy đỡ hơn lúc nãy nhiều. Cô nói: "Khá hơn rồi cô, thôi mình đi đi." "Nhưng mà mày có sao không? Đừng có làm tao lo lắng nha. Bây giờ tao chỉ có mình mày thôi đó." "Dạ được, không sao nữa cụ. Cụ cháu mình phải phối hợp mới trị được nó. Cụ có sức, con có mưu. Thôi mình đi nhanh đi cụ ơi. Sợ thằng Thiện không biết có chuyện gì nữa không nè. Dù sao nó cũng từng chết đi sống lại rồi. Còn con Mực không biết về với nó chưa? Con Mực về thì tay pháp sư nó sẽ nhìn ra là hồn này xác nọ thôi à." Hai cụ cháu vừa ra khỏi địa dứa thì nghe tiếng chó sủa rần rần. Cụ kinh hoàng nhìn thấy con Mực nhỏ mà tiếng sủa vang dội như chó lớn. Biết là có chuyện không lành rồi, cụ ôm lấy con chó nhỏ cùng Hiệp như bay trở về con đường mà Mực vừa mới đi qua. Tới nhà hai tầng, cụ nhìn chung quanh nhà có một cái màn sương mỏng bao bọc. Cụ thấy mà Hiệp không thấy. Thì ra tên khốn pháp sư đó đã yếm chung quanh nhà này để cụ không lọt vô được mà bảo vệ cho Thiện. Cụ giận run tay. Từ khi làm người cho đến lúc làm ma, trong lòng cụ chưa bao giờ có bóng dáng của sự yếm đuối hay bùa chú thoáng qua. Hôm nay lại lâm vào trường hợp này, mà vốn hiểu biết của cụ với Hiệp thì lại quá nông cạn. Làm sao dứt điểm hoàn toàn cái tình trạng hiện tại đây? Cái con khốn hần này, cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng. Sao nè? Là dám đồng thổ trên đầu Thái Tuế phải không? Thái Tuế là cái gì để hỏi con Hiệp sao vậy? Cụ thả con Mực xuống, kêu nó vô gọi Thiện ra cụ biểu. Con Mực nhỏ xíu, kiểu chưa biết ăn, mà sao bà bãi đã cho Thiện rồi. Chắc là con Mực lớn nghe lời cụ, chạy về với chủ cũ của nó. Mực vô nhà sổ ăn ẵng mấy câu, rồi cắn ống quần của Thiện kéo đi. Cụ cũng thử bước vô, thì cảm nhận được y chang như lúc bước ra khỏi địa dưới vậy. Cụ quay sang dặn Hiệp: "Mày đứng ở đây đừng có vô nghe, nó yếm rồi đó. Để tao vô nói với Thiện, phụ kiếm bùa mà gỡ." Rồi cụ biến thành bà già tóc bạc trắng như bữa trước, với khuôn mặt đẹp lão phúc hậu, dáng người sang trọng. Thiện nhìn thấy cụ thì reo lên: "Chú Tím Hai Tân cũng từ sau đi vô." Thiện ôm vai mẹ kêu lớn: "Ba mẹ ơi, cụ địa dứa tới thăm con nè." Rồi nó buông tay mẹ ra, chạy tới ôm lấy cụ. Cụ âu yếm vuốt tóc nó rồi hỏi: "Thiện đang mận gì đó con?" "Dạ con lao di ảnh với bàn thờ chị ba. Còn bàn thờ bà nội cao quá, con lao không tới. Có con ở đây, bàn thờ chị ba hồi nào cũng sạch bóng sáng trưng luôn. Con dành ba mẹ của chị mà, nên con chỉ biết làm vậy cho chị thôi à." Cô cảm động nhìn Hai Tân. "Coi, thằng nhỏ biết điều hết sức he bay ha." Hai Tân lật đật nhắc ghế mời cụ ngồi. Tím Hai vừa nhìn vừa rung. Trời đất ơi, cụ ma địa dứa là có thiệt. Cụ biến được thành hình người bằng xương bằng thịt, độ cho Thiện rõ ràng đây mà. Vậy là cụ có cách trị con Hân, nên nó mới dễ dàng cho Tím nhận nuôi Thiện chứ gì. Thiện lăn xăng lít xích với cụ: "Cụ ơi, con Mực của con nó về rồi. Mà ngộ lắm, con dạng nó là đàn ông mà nó cưng con Mực của con như con nó vậy. Con Mực chui vô bụng nó nũng nịu hoài à, con bừng gì đâu luôn á. Ủa, mà nay sao cụ lại đây? Cụ đi đâu ghé ngang hay là tới thăm con?" Cụ cười một chập rồi mới nói với Hai Tân: "Con Mực này á, cái xác của nó là con chó con, nhưng mà hồn là con Mực lớn của thằng Thiện hồi trước đó. Nó khôn lắm. Hồi nãy nó chạy tới chỗ cụ kêu cứu nghe. Cụ biết thằng Thiện có chuyện cho nên mới tới đây. Thì quả đúng là như vậy. Không biết ai đã yếm giáp cái nhà này rồi, và yếm với mục đích gì. Cụ nghĩ có lẽ nó sợ cụ tới lui nên yếm cụ. Nhưng mà nó sai rồi. Nó dám động thổ lên đầu Thái Tuế là nó chết. Cụ sống cả trăm năm ngoài trời đất bao la,
hít sương hửi gió, chịu đựng mưa nắng bốn mùa, hội tụ đủ linh khí của đất trời. Bùa chú của nó sao thâm nhập vô cụ được. Nhưng nói nạo ngay cụ có nuôi thêm vài ba hồn ma dất dưỡng. Nó yếm vậy, tổn thương nguyên khí tụi kia, cụ để yên cho nó được sao? Thì vừa rồi nó đã yếm chung quanh địa dứa, yếm đủ bốn phương tám hướng. Cụ mới phá bỏ một hướng, thì con chó kêu nên chạy qua đây. Hiện mấy đứa cháu của cụ còn mắc kẹt ở trỏng, chỉ ra được một cửa thôi, nhưng mà cũng bị tổn thương nhiều rồi. Vừa nãy bước vô nhà, cụ biết nó cũng đã yếm xung quanh nhà rồi, nhưng cụ chưa biết cụ thể là như thế nào. Dẫu không ảnh hưởng gì, nhưng bùa chú bên cạnh nó không có tốt. Nhà con có thờ cúng, biết đâu đôi khi cha má hay con gái về thăm, bị mắc bùa như vậy không vô được, tội nghiệp lắm. Đấy, cụ nói vậy để ba người đi giáp vòng chung quanh nhà, coi coi có cái gì khác lạ không. Nếu có thì kêu cụ gỡ cho. Chú Tím Hai Tân nghe cụ nói mà trố mắt kinh ngạc. Chú Tím nghe nói nhiều về chuyện người ta dùng ngải để yếm đối rồi chứ, nhưng chú không ngờ chuyện đó lại xảy ra cho gia đình mình. Nhất định là con Hân vợ thằng Liệt chứ không ai. Nó cố tình không cho cụ tiếp cận với Thiện, với mục đích gì vậy chứ? Tức thì ba người không hỏi han thêm gì, đứng dậy đi vòng vòng chung quanh nhà. Cụ ngoắc Hiệp đang chờ ngoài cửa đi theo. Rồi bỗng nhiên cụ hóa thành một làn khói trắng, bay lên ngọn cây vú sữa của chú Hai, nhìn xuống toàn bộ cái nhà. Cụ thấy ở bốn góc nhà đều có một luồng khói đen kịch tỏa lên không ngừng. Bốn làn khối đó gặp nhau, quay thành một vòng bao bọc căn nhà lại, cứ tỏa lên, gom lại, phủ lấy mãi như thế, liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho cụ liên tưởng tới bức tượng ngăn cách mỗi lúc một dậy thêm. Cụ phóng xuống đất nói với Hai Tần: "Còn lại bốn góc nhà môi lên coi, cụ sẽ chỉ cho con môi." Hai Tần xách theo cái xẻng xúc cát. Nhà Hai Tân được xây kiên cố, có hành lang bảo vệ bằng xi măng. Bên ngoài không có gì khả nghi cả, nhưng cụ vẫn nhìn thấy bốn làn khói đó tỏa ra từ bốn miếng gạch lót sân ở bốn cạnh vuông của góc nhà. Cụ kêu Hai Tân dích miếng gạch đó lên. Trời đất mẹ ơi, là bốn con chó con đã chết sình. Mỗi con bị dán một đạo bùa rồi chôn ở đó. Họ đã cố tình tráng lại miếng gạch đó xuống, cho nên mùi hôi thối không có bốc lên. Cụ kêu Hai Tân lấy bốn cái xác đó ra đem thiêu hủy đi. Khi ngọn lửa phát lên, một vùng trời tối sầm lại. Cũng may là đất nhà Hai Tân rộng nên không có kinh động đến xóm làng. Ngọn lửa chỉ lóe lên mà khói đen thì mù trời, thoáng chút là trả lại sự bình thường. Cụ kêu vợ chồng con cái vô nhà tiểu chung một cái bô, rồi lấy nước tiểu hắt vô đám tro đó. Xong cụ mới nói: "Nếu là con Hân làm, ắt nó cũng phải sợ cụ trả đũa. Vậy chắc nó cũng tự phong tỏa cái nhà của mình, không cho cụ xâm nhập rồi. Lẽ ra cụ cũng không cần vô nhà nó làm cái gì, nhưng cụ muốn cho cái thằng thầy Pháp nó biết mặt. Nó giỏi thì cũng có người giỏi hơn." Hiệp vội vã nhắc tuồng: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị, cụ nói đi, về con giải thích sao?" Cụ cười vuốt tóc Thiện: "Cái đó con biết là gì không? Là cao nhân tất hữu cao nhân trị đó." Cụ liếc Hiệp, bặm môi khi thấy cô gặp người xuống vì cười. Hai Tân băn khoăn: "Rồi bây giờ con làm gì để phá bùa bên nhà con Hân hả cụ?" "Con không cần làm gì hết. Con dính vô gây thù chút quán với cái đứa thầy bùa đó. Để cụ tính cho. Chờ chút cụ coi có không đã."
rồi thoát một cái. Cụ quá thành làn khói trắng, bay sang đáp lên cây me nhà bà Bảy, nhìn xuống bên nhà Liệt. Cụ lại phát hiện ra những vệt khói đen, nhưng lợt hơn ở bốn góc nhà. Nhà của Liệt là nhà tường, nhưng chung quanh vẫn là đất. Cụ phóng xuống dùng tay môi lên, chỉ là những đạo bùa. Cụ lấy về đưa cho hai tên tiêu quỷ. Vậy là xong. Những gì còn lại ở địa dứa, hai tên nói chú sẽ đích thân đi đào giúp cụ. Cụ nói để về nghỉ ngơi cho lại sức, rồi mới tính tới chuyện trả đũa. Vì bây giờ chắc cái thằng thầy Pháp nó đã phát hiện ra bùa ngải của nó không tác dụng với cụ rồi. Nhất định cụ phải ra tay liền, chứ để nó dùng loại ngải gì đó mạnh hơn. Cụ lo là lo cho Hiệp chịu không nổi thôi, chứ cụ đã là thái tuế rồi mà, sợ ai nữa chứ. Cụ dặn vợ chồng hai Tân với Thiện: chuyện này mấy đứa để cụ tính nha, đừng có làm rùm lên, cho nó biết nó kiếm người giỏi hơn là phiền nữa. Nếu đem lên quỷ ban trình bày mà thưa nó thì làm trò cười cho người ta. Thời buổi này ai tin vô mấy chuyện ma quỷ thầy bùa chứ. Để cụ trị nó cho biết, tụi bay kinh động làm hư bột hư đường hết tráo hả? Cuối cùng thì hai bà cháu cũng an toàn về tới địa dứa. Lúc đi ra ngã nào thì lúc vô ngã đó. Cụ vừa định nằm xuống thì bỗng chừng cảm thấy tức giận quá đỗi. Không được rồi, không thể để chung quanh chỗ nơi của cụ lại có cái thứ hình như mắt ôm mắt dịch đó. Không thể chờ hai Tân tới giúp được. Cụ lấy tay đè Hiệp nằm xuống, nghiêm túc nói với cô: mày nằm đây đừng có đi đâu nha, để tao đi kiếm mấy cái hình nhân mấy góc kia mà phá luôn. Chứ nó còn ngày nào á thì e là mày nguy hiểm ngày đó. Mẹ bà cố nội cha nó, đương yên đương lành nè, thù quán gì mà đi yếm đối người ta. Nó nhận tiền nhận bạc của con kia bao nhiêu mà làm cái chuyện thất đức vậy chứ. Phen này tao cho nó giải nghệ luôn cho mày coi nè. Cụ tính sao cụ? Tính sao tao đâu có biết. Hiện giờ tao không có mang cái bụng ác, nhưng mà nó muốn ác thì tao phải ác chứ sao. Mày nằm đây nha, tao ra ngoài một chút coi. Cụ đi thị xác phải không? Thị xác là gì? Mà thôi, lát nữa hay cắt nghĩa tao nghe, bây giờ cũng gấp lắm rồi. Cụ ra ngoài, đi vòng vòng địa dứa. Nơi đây cụ quá quen thuộc từng cái nhành cây ngọn cỏ, nên chẳng mấy chốc mà tìm ra. Cụ gom lại một đống hình nhân và bùa đỏ, chờ cho mình mắc tiểu mới đốt thành tro, rồi đái một phát cho ngập lục, cho trôi hết âm binh quỷ quái đi. Bỗng cụ nghe tiếng khóc rì rỉ ngay phía hông địa dứa. Trong bụng cho rằng thằng thầy Pháp chơi chiêu điều hổ ly sơn để nó giải cứu mấy cái hình nhân này, cụ bèn bật lửa đốt cho cháy sạch. Một luồng khói đen khổng lồ bốc lên, mùi gì lạ lắm, không phải mùi thúi mà nồng nặc muốn sặc sọc vô mũi. Cụ vội vã đưa tay bụm mũi rồi kêu lớn: bụm mũi lại Hiệp ơi, đừng có để cái mùi này chui vô mũi nghe chưa. Là cụ sợ vậy thôi, chứ không biết cái mùi có ảnh hưởng gì tới hồn ma hay không nè. Một hồi khói tan, cụ vội đái lên đống tro rồi chạy ra coi Hiệp. Thấy cô tươi tỉnh, sắc mặt hồng hào, hai cụ cháu dắt nhau ra lộ coi thử còn chướng ngại vật gì hay không, thì Hiệp đi tỉnh bơ như trước. Vừa bước ra lộ, cụ lại nghe tiếng khóc rì rỉ từ phía bên hông địa dứa. Lần này tiếng khóc lớn hơn, tiếng khóc của cô gái nhỏ. Cụ điếng người, kéo tay Hiệp vòng ra phía đó. Ban nãy cụ lại nghĩ là tên thầy Pháp muốn phá, nhưng bây giờ sau khi bùa đã được giải xong thì tiếng khóc vẫn còn. Vậy chắc là ai đó có điều oan ức chi muốn giải bài với cụ rồi. Trời ơi, từ đằng xa cụ thấy xác một đứa con gái độ chừng 15 tuổi trở lại
nằm nửa trong nửa ngoài đìa dứa, giống như ai đó cố tình phi tang thi thể, nhưng mà vội quá không có nhét vô đìa hết được. Cụ sững người nhìn Hiệp. Mới cái sọt đây thôi à? Hồi mình còn kẹt trong nhà ba mẹ mẹ, nếu có tao ở đây là tao lụm cái tên hung thủ đó rồi. Trời ơi thấy thương quá, con nhà ai mà xấu số vậy không biết nữa. Cô ngồi xuống lật qua lật lại cái xác, rồi đau đớn kêu lên. Quần chó đẻ mà, nó hãm hiếp con người ta, tôi dứt xác ở đây nè. Con đâu rồi con? Cụ mới nghe con khóc đó mà. Có chuyện gì hiện ra nói cụ biết cái coi. Tức thì cụ nghe tiếng khóc lớn hơn ở sau lưng. Cụ quay lại dòm và bất chợt đưa tay đấm vào không khí, miệng chửi Trời đất mẹ ơi, con nhỏ có chút hiếu mà ốm tông ốm teo vậy. Loại súc vật nào làm ra cái chuyện thất nhân thất đức vậy chứ. Coi nè, nó không kịp kéo quần con nhỏ lên nữa. Chuyện ra sao kể cụ nghe coi. Thằng khốn nào dám tới đây mà động thổ lên đầu Thái Tuế vậy? Bộ nó không biết đây là địa bàn của cụ hay sao? Thấy cụ giận quá, Hiệp nắm tay đứa trẻ dỗ dành. Nè em đừng có sợ, em đã chết rồi. Cụ và chị cũng đã chết. Chết rồi thì không thể sống lại, bởi vì thân xác em đã lạnh cống cứng đờ rồi. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đi với ai tới đây? Và vì sao mà chết? Nói cho cụ với chị nghe coi có giúp được gì cho em không? Con bé gái vẫn khóc một hồi, rồi nó mới từ từ kể. Nó tên là Mỹ Chi, 13 tuổi, nhà ở xã Thới Thạnh, huyện Thành Phú. Ba mẹ hợp tác lao động bên Hàn Quốc, gửi anh em nó ở lại với cô Dượng, đợi kiếm tiền vài năm rồi mới về. Hàng tháng ba mẹ đều gửi tiền về cho cô, để cô lo cho anh em nó ăn học. Sau đó tự nhiên ba mẹ mất liên lạc, mất một cái mấy năm nay rồi. Cô thương tụi nó lắm, anh nó lớn hơn nó cả chục tuổi. Anh đậu đại học và đi du học bên Mỹ rồi. Gửi nó lại cho cô, chừng nào anh ra trường thì dắt nó theo. Nó ở nhà cũng đi học bình thường với con trai của cô. Rồi tự nhiên nó bị bệnh, bệnh mà không được đi bệnh viện. Dượng cứ chở nó xuống thành phố hút thuốc nam của ông thầy gì mà 106 tuổi, nhập vô cái ông chừng 50 tuổi, hút thuốc về uống. Mà càng uống càng nặng. Sao cô giáo thấy vậy mới tới động viên cô nó đưa nó đi bệnh viện ở huyện Thành Phú. Bác sĩ nói nó bị ung thư bầm họng, phải lên bệnh viện ung bướu mổ hoặc là xạ trị gì đó. Cô nó thì chịu đưa đi, nhưng Dượng nó nói mấy cái bệnh này thuốc nam trị lâu dài mới hết, chứ mổ xẻ lại chết cấp kỳ. Rồi nó nghe Dượng nói với cô là ung thư thì phải chết thôi, thà chết sớm chứ để kéo dài càng đau đớn hơn. Vậy là tới cái ông thầy 106 tuổi đó mà hút thuốc tiếp. Nhưng ổng chỉ cho toa chứ không có cho thuốc, về tự mình đi kiếm rồi phơi khô xác uống. Đến khi nó ốm và mệt quá trời thì quỹ ban xã mới vận động các nhà từ thiện để quyên góp tiền cho nó đi thành phố trị. Dượng nó mới đưa nó đi. Dượng chở nó đi bằng Honda. Nó ngồi xe xa đâu có nổi, cho nên tới đây là Dượng ngừng xe lại. Rồi thì nó mắc tiểu, Dượng kêu nó vô phía trong này mà tiểu đi. Nó vừa ngồi xuống là Dượng vội đè nó ra làm cái gì đó. Nó mệt quá ngất luôn. Tỉnh dậy thấy Dượng lôi nó vô đó. Ông nói: mày cũng không có sống được lâu, chết cho rồi. Cứ lầy lất như vậy báo hại vợ chồng tao nữa. Thằng anh mày còn cả năm nữa mới về, mày chờ nó không có nổi đâu. Tao sẽ về nói với cô mày là mày nói ngừng lại đái rồi thoát cái mất tiêu. Sau này người ta tìm thấy mày ở đây sẽ cho là con ma địa dứa nó bắt mày, không có liên quan tới tao. Nó nằm đây gian giái cụ ma về cứu kịp nó, nhưng cuối cùng thì không kịp nữa. Nó uất ức lắm.
Nó cũng biết trước sau mình cũng sẽ chết, nhưng chết kiểu này nó không có chịu. Nó phải trả thù kẻ kia mới được, phải vạch mặt ông ta cho cô nó biết. Cụ nghe nó kể tới đâu thì run người tới đó, nghiến răng trèo trèo, đập tay vào nhau bơm bớp. Trời đất ơi, cái thứ trâu xanh chó đẻ mà, con nhỏ bệnh gần chết mà nó còn dở cái tính súc vật đó ra. Dâm đảng cái gì mà lạ lùng vậy? Được rồi con, để cụ khiến cho người ta phát hiện ra con rồi đưa con về. Cụ sẽ giúp con trả thù. Cái thứ đó không thể tha nó được. Nó lợi dụng địa dứa của cụ với cụ để tránh tiếng phải không? Được rồi, phen này cụ phải làm ma ác để trị tội cái thằng mặt người lòng thú này. Chuyện cái đứa thầy pháp tạm thời để đó đi, nó không có làm hại mình được nữa. Bây giờ phải lo cái vụ thằng Dưỡng mất tính người này trước đã. Nè Chi, con nói đi, lúc đó thằng Dưỡng của con nó bận đồ màu gì, chạy chiếc xe màu gì? Dạ, ông mặc áo sọc xanh, quần kaki xám trắng, chạy cái xe tay ga màu đỏ, biển số 71. Cụ khoát tay, thôi, biết xe tay ga màu đỏ là được rồi, tao đâu có biết chữ đâu mà mày đọc. Cụ vừa dứt lời thì thấy ngoài đường có hai người đàn ông đi bộ ngang. Cô bèn chạy ra hướng cho họ đi tới chỗ thi thể của Mỹ Chi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau khi cảm giác có một lực kéo mình đi về phía đó. Đến khi nhìn thấy xác cô gái nhỏ thì thất kinh kêu lên. Họ bàn tán một hồi rồi móc điện thoại ra gọi cho công an xã Tân Trung. Giữa lúc họ gọi điện xong thì cụ hiện ra với hình dáng bà lão quắc thước sang trọng. Cụ nói với hai người kia: bà biết cái thằng giết người đó rồi. Nó bận cái áo sọc màu xanh, quần kaki trắng xám, chạy chiếc tay ga màu đỏ đó. Nó theo con nhỏ này vô bụi, rồi một lát ra mình không, xách xe chạy tuốt hả. Bà tính kêu lên mà sợ nó giết người bịt miệng nên chạy đi kiếm người tới coi con nhỏ đó làm sao. May mà có hai cháu tới. Một người mừng rỡ chồm lại phía bà: bà ơi, bà sẽ làm chứng cho tụi con chứ? Ờ đương nhiên rồi, bà thấy sao nói vậy thôi. Lát sau công an tới hiện trường. Họ phong tỏa một vùng để khám nghiệm tử thi, xác định cô bé mất 2 tiếng trước, phần bộ phận sinh dục bị xâm hại. Họ vội vã lấy mẫu tinh trùng để làm tang vật. Họ cũng xét nghiệm được bé gái đang ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Dân chúng dừng xe bu lại rất đông để xem. Người ta chửi rủa tên súc sinh đã hãm hiếp cô bé, lại còn đang mang trọng bệnh trong người, không có khả năng chống cự. Cụ Ma cũng đứng ra làm chứng, là thấy gã đàn ông kéo cô bé vô trong đó, sau đó đi ra một mình, lên xe bỏ chạy. May mắn là bên cạnh có tấm thẻ bảo hiểm của bé rơi ra, nên công an nhanh chóng xác định được nơi ở. Khám nghiệm xong, họ cho xe đưa xác bé về nhà cô ruột. Cụ được mời lên xe cùng hai người thanh niên nọ để đưa thi thể Chi về nhà. Cụ kéo Hiệp và Chi thoát lên cái xe chở xác. Nhìn thấy Chi trợn mắt kinh sợ, ngó thi thể của mình đã được phủ kín bằng tấm vải trắng chăm chăm. Hiệp nhớ tới chuyện trước đây của mình mà vô cùng thương cảm. Cô ôm lấy cô bé, úp mặt nó vô ngực mình mà an ủi: để cô nhìn nữa em à, cũng đừng có lo, cô sẽ giúp em trả thù. Trước đây chị cũng gặp cảnh chết oan ức như em vậy đó. Cô đã trừng trị kẻ đó rồi. Ánh mắt chị long lên, vẻ căm thù hiện rõ. Cô bé nghiến răng: em sẽ khiến cho ông ta chết còn tê thảm hơn em nữa kìa. Cụ ngó chị: con bé này còn nhỏ quá mà mối thù thì lớn. Nếu cụ không hướng nó tới chuyện sau khi trả thù xong thì đầu thai, có thể nó sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa kìa. Xe tới nhà thì Chi nhảy phóc xuống. Nó không còn vẻ yếu đuối bệnh hoạn như cách đây mấy giờ.
Cụ và Hiệp theo chân nó vô nhà. Cô của Chi thấy xe chuyên dụng của công an và có cả công an đậu ở trước cửa nhà mình thì hết hồn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa thấy lão Dượng mặt xanh môi xám thì Chi đã chỉ cho cụ xem. Công an vào nhà trình bày với cô về việc tìm thấy xác cô bé ở địa dứa. Cô bé chết vì bị xâm hại tình dục mà sức khỏe quá yếu không chịu nổi. Công an cũng cho biết là họ đã lấy mẫu tinh dịch của hung thủ để xét nghiệm. Lão Dượng nghe tới đó thì hoảng kinh, muốn lùi ra sau nhà. Cô vội bước tới chặn hắn lại, chỉ mặt hắn mà nói: "Đây nè, tên này đã giết con nhỏ. Chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng nè. Hắn kéo con nhỏ vô trong địa dứa, hãm hiếp tới chết, rồi dùi thay nó vô trong đó để đổ thừa cho cụ ma địa dứa. Tôi không có dám lên tiếng vì sợ hắn giết. Lúc đó hắn chạy chiếc xe tay ga màu đỏ, mặc cái áo sọc xanh, quần tây màu xám trắng. Dứt xác con nhỏ xong, hắn ra xe chạy tuốt luôn mà. Tôi còn nghe hắn nói là cụ ma địa dứa làm chết con nhỏ. Trời ơi, cụ ma để cho hắn dè biểu vậy sao? Hắn không sợ cụ trừng phạt hắn à?" Lão Dượng gian mà không ngoan, nghe chỉ tội thì mặt không còn hột máu. Không biết lão vì sợ tội lỗi của mình bại lộ quá sớm hay thần khí của bà cụ choáng nhiếp hết tinh thần. Cô của Chi trừng mắt nhìn lão, rồi lao ra cái xác đã phủ bằng vải trắng mà gào lên: "Trời ơi, cháu tôi, sao mà bất hạnh vậy chứ? Sao mà ông không đưa nó tới bệnh viện, lại để nó chết bợ chết bụi như vậy? Vậy mà ông lại nói với tôi là dừng xe lại cho nó đái. Trời, nó đâu mất tiêu, ông chờ hoài không được. Nghĩ sao mà bất lương được như vậy ông Kịp? Con nhỏ mới có chút tuổi đầu, bệnh gần đất xa trời rồi. Tôi đang lo muốn chết, sợ anh em nó không có dịp gặp được nhau. Tôi gọi điện cho anh nó về liền, vậy mà ông nỡ lòng nào thú tính kỳ cục như vậy. Rồi ăn nói làm sao với anh chị tôi đây? Ăn nói làm sao với quỹ ban và các nhà từ thiện? Người ta quyên góp tiền để chạy chữa bệnh cho cháu tôi, chứ bộ để ông ăn hay sao? Trời ơi, con người của ông chịu pháp luật trừng trị đi. Tôi không có lo chạy gì cho ông hết đâu." Sự việc đã quá rõ. Lão Kiệt bị công an còng giải về đồn. Cô của Chi lo chung cất Chi, còn cô bé thì theo chân cụ và Hiệp về địa dứa, tiếp tục trở thành ma bên cạnh cụ chờ ngày quá kiếp. Cuộc đời con người không được chọn nơi để bắt đầu, nhưng có thể chọn nơi để kết thúc. Hiệp nghĩ những thành viên trong gia đình địa dứa này hình như bọn họ đều không có quyền chọn nơi kết thúc cho bản thân. Bỏ qua cô và cụ đi, thì nhóc Thiện và Chi là hai mảnh đời bất hạnh với sự bắt đầu quá đỗi khó khăn. Chúng phải nương nhờ người khác, niềm vui hay bất hạnh đều phải trông chờ vào may mắn hay sự vui buồn của người khác. Cô thật không hiểu, vì có ràng buộc với nhau mới có trách nhiệm chăm sóc nhau, sao họ lại có thể đối xử với người thân của mình một cách tàn nhẫn như vậy? Bù vào đó, Hiệp nhìn cụ. Hắn cụ cũng không biết mình đáng quý nhường bao. Cụ giúp người khác không vì bất cứ lợi ích nào. Cụ nói là cụ làm cho đã cái nư, nhưng thiệt ra cụ đã đem nỗi đau của người khác làm sự tức giận của mình, xem hạnh phúc của người khác là niềm vui của mình. Hiệp cười, cuộc đời cho cô một kết cục đau lòng.
nhưng ông trời cũng cho cô nhiều ưu ái, cho cô gia đình yêu thương và cả người bạn vong niên vô cùng trân quý. Đó là cụ ma địa dứa của cô. Như vậy là chúng ta đã nghe xong phần thứ hai của series về cụ ma địa dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Chúng ta còn rất nhiều thứ để mà đáng chờ đợi ở phần sau. Cụ sẽ xử lý cái tên thầy Pháp chưa lộ mặt như thế nào? Rồi Mỹ Chi có chịu cam an phận ở đó với cụ hay không, mà chờ ngày đi đầu thai hay không? Rồi đằng sau, cái điều gì đã xảy ra sau cái vụ án của Mỹ Chi? Cùng đón chờ nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được thưởng thức. Và cũng đừng quên ủng hộ trang Facebook của cô Lê Nguyệt. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một tối thật ngon giấc.